con lại nhá. Rồi, ok. À, các bạn chờ anh chút, anh lấy cái mic, à lấy cái tai nghe. Buổi trước em nghỉ á? Là hôm nào? Sao em không biết anh dạy hôm nào luôn ấy? Alo, các bạn nghe được không? Alo. Anh ơi, hôm trước anh dạy buổi nào Hôm trước là anh dạy chủ nhật thì không không học nhá. Chủ nhật tuần vừa rồi chúng ta chỉ học ạ? hai Vâng, buổi đúng đâu. rồi ạ. Là thứ ba và thứ sáu, hình như là thứ sáu em có Vâng. join đấy. Đúng không? Thứ sáu anh Không, thấy là không có buổi thứ sáu nào em vào hết ạ. à thế là tuần trước em nghỉ thứ Nhưng mà sáu. tại vì em không biết lịch ấy, lần sau nếu mà anh đổi lịch anh nhắn cho em vào 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 play được không? Tại vì em rất là ít dùng cái phần mềm Slack này ấy, nếu À mà thế tại vì à? em không có vào. Vâng, đúng rồi, em không có biết Ok anh hôm nào anh dạy cả. em, thế thì anh sẽ Vâng. chủ động anh nhắn lại cho. Vâng, con nhanh. Lớp mình đang target là học 3 buổi một tuần đấy, và sẽ là thứ ba, sáu và chủ nhật. Dạ Mơ. vâng, không sao ạ. Vâng vâng Ừ ok ạ. Nhưng mà em sao em không đọc được target của mọi người nhỉ? ừ. Ủa anh ơi. Gì? Ơi. Ba ba bảy chủ nhật được không anh? Không đi quay ấy kia đâu, chỉ muốn đi quay trong lạnh thôi. Bảy chủ nhật thì anh sợ là nó liền quá, nó sẽ Tuấn vướng vào thứ sáu đúng không? Ba năm bảy được không? 3 năm chủ nhật thì, nhưng mà thứ năm hình như Ba năm chủ lớp mình đang có một bạn bị vướng học lệch tiếng Anh. Hôm trước không bao là giờ gì. có Diễm bị vướng lệch tiếng Anh vào thứ thứ ba à thứ năm nhỉ? Diễm nhỉ? Đúng không Diễm? Alo. Dạ, à, tại vì ở trong Sài Gòn nó còn dịch đó, nên em chưa có đi học lại. À thế tạm thời em học được thứ năm đúng không? Dạ, hôm nào em cũng học được. À ok. Ồ, Dạ. chào anh. Ok, thế thì rồi. Chúng ta cứ vậy, chúng ta đổi 3 năm chủ nhật nhé, tạm thời như thế nhé. Được không các Dạ. Dạ. bạn? Hoặc là 3 năm 7. Lớp mình nghe rõ không, nghe rõ lịch không? Thực ra là như ngay từ đầu anh có bảo với các bạn ấy, thì lịch vì chúng ta học cái này á, chúng ta có thể linh động lịch ở trong tuần được, Không, nên là các bạn anh ơi, cũng em có ý kiến là anh tạo một cái nhóm trên 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 group chat ạ. Chứ như này em không hay vào này đâu, em chỉ có mỗi hôm nào học là đúng giờ em vào thôi, đấy không có vào cái Slack này. các bạn muốn tạo nhóm Face đúng không? Hay là anh tạo một nhóm Zalo nhé, tại vì anh dùng Zalo nhiều hơn. Em cũng không có Zalo. Thôi rồi, Với lại ok. có mấy mấy hôm anh nghĩ anh không thông báo em cũng nhớ. Đâu, anh có thông báo mà. Hôm Tuấn gọi cho anh là hôm đấy Nhưng em, hôm 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 em gọi cho anh là như do tuần em không nhớ rồi lịch. Em không nhớ lịch chứ. thôi. Thôi rồi, anh sẽ tạo một nhóm Facebook nhé. Thì anh lại phải kết bạn Facebook với mọi người. Rồi, ok. Ok, thì rồi chúng ta bắt đầu buổi hôm nay nhé các bạn. Thế tạm thời chốt lịch 3 năm chủ nhật nhé. Được chưa cả Vâng lớp? ạ. Được ạ. Ok. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại buổi hôm nay. Vì các bạn cũng mong muốn là học 3 buổi và anh cũng muốn là đẩy nhanh 3 buổi thật, bởi vì cho nó nhanh. Nhưng mà sợ là trong 1-2 tuần tới này anh vẫn chưa thể start 3 buổi ngay được. Tuy nhiên thì cứ mục tiêu sẽ là lịch như vậy đã. Được chưa? Các bạn nghe rõ anh nói chứ? Thì những buổi trước thì anh đã hệ thống lại cho bạn những cái kiến thức mà chúng ta thường dùng ở trong JavaScript rồi, khi các bạn ứng dụng vào trong project. Đó, nếu những bạn mà đã đi làm rồi ấy, ví dụ như trường hợp Tuấn đi làm rồi chẳng hạn, hay Việt chẳng hạn, thì các bạn thấy là những cái mà anh đã giới thiệu ấy, nó sẽ gần như là những cái mà các bạn dùng nó hàng ngày ở trong project. Khi mà các bạn làm sang jQuery chẳng hạn thì nó cũng không khác nhiều, nó chỉ khác về cú pháp thôi. Vẫn những khái niệm như là selector, vẫn khái niệm như là DOM.
Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức đấy và sau này các bạn đi làm rồi các bạn cũng sẽ bắt gặp lại nó. Ok chưa? Đó thì chúng ta còn một phần nho nhỏ nữa anh muốn đưa vào, đó là liên quan đến xử lý form, để các bạn hiểu được là khi các bạn làm việc với một form với JavaScript ấy, hay là sau này các bạn có làm việc với phần backend chẳng hạn, thì khi mà làm việc với một form, ví dụ như là form thêm mới sản phẩm chẳng hạn, một cái form liên quan đến đăng ký, thì những công việc các bạn phải làm là gì? Đó thì anh muốn đưa vào để anh giới thiệu cho bạn. Thì sau này khi các bạn làm với Vue.js thì các công việc đó nó cũng sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Có nghĩa là những công việc mà chúng ta làm việc với form, dù các bạn sử dụng ở JavaScript thuần hay là các bạn sử dụng nó ở trên framework của JavaScript thì nó cũng không khác gì nhau. Đó, tức là về phần việc thì nó sẽ không khác, nó chỉ khác nhau ở chỗ đó là ví dụ vẫn cùng công việc là validate form nhưng các bạn sử dụng bên JavaScript thì các bạn dùng một kiểu đó, và các bạn sử dụng ở bên Vue.js thì các bạn validate theo một kiểu đó, tức là cái cách mà chúng ta làm validate nó sẽ khác thôi, được chưa các bạn? Thì đấy là cái mà anh muốn hướng đến, và anh muốn là vẫn làm cho các bạn một cái project nho nhỏ để các bạn nhìn thấy sự móc nối giữa những kiến thức mà mình đã học từ cái buổi đầu anh ôn cho bạn về JavaScript cho đến buổi hôm nay, thì nó sẽ có sự liên kết như thế nào giữa các kiến thức như vậy để chúng ta có thể ứng dụng nó vào. Thì anh sẽ lấy luôn cái bài to-do list ở mức đơn giản của JavaScript để chúng ta làm, hoặc là chúng ta có thể làm một bài quản lý sinh viên cũng được. Đó, thì cái này là tùy các bạn thôi. Thì anh sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một cái nữa, đó là về form. Thì đối với form ở trong JavaScript thì bản chất chúng ta sẽ làm những công việc gì? Thì anh sẽ demo cho các bạn một cái form đăng ký user nhé. Đó, ví dụ chúng ta có một cái form đăng ký thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Được chưa? Anh sẽ tạo ra thư mục đây, bốn ở đây như thế này. Đó. Ok chưa các bạn? Và ở trong đây anh sẽ tạo ra một cái file document .md. Đó, thì chúng ta sẽ nói về xử lý form ở trong xử lý form với JavaScript. Với JavaScript thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào? Được chưa? Và cụ thể chúng ta sẽ có một cái trang gọi là register. Register.html. Đó, chúng ta sẽ có một trang register như thế này. Và đối với trang register này thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì với nó? Anh sẽ tạo ra một cái trang ví dụ như là register như thế này. Đó, registration path. Register page chẳng hạn. Đó, và anh sẽ tạo ra một cái form như thế này. Chúng ta sẽ có các label, ví dụ anh có form đăng ký thì chúng ta có full name chẳng hạn. Giả sử như vậy. Được chưa các bạn? Đó, anh sẽ có full name. Đây anh sẽ là full name như thế này. Đó, và chúng ta sẽ có một cái input. Các bạn không hiểu ở phần nào các bạn hỏi luôn nhé. Cứ mạnh dạn hỏi, đừng có ngại sau đấy là không giải quyết được vấn đề thì sẽ rất là mệt đấy. Đây, anh có một cái input là text như thế này. Được chưa? Sau đó anh sẽ đặt nó vào trong một cái thẻ P như thế này để anh xuống dòng, hoặc chúng ta sẽ có một cái thẻ gọi là group, form group như thế này chẳng hạn như vậy. Đó, thì anh sẽ đặt nó vào một cái input như thế này. Được chưa các bạn? Sau đó anh sẽ nhân toàn bộ cái này lên. Đó. Rồi, anh sẽ nhân nó lên như thế này. Và anh sẽ đi sửa, ví dụ ở đây anh có username như thế này. Chúng ta có username, chúng ta có gì? Chúng ta có email chẳng hạn như vậy. Đây, email. Đó, chúng ta sẽ có email ở đây. Như thế này. Được chưa các bạn? Email. Chúng ta có phone. Thì ở đây sẽ là phone như thế này. Đó. Chúng ta có gì nữa? Chúng ta có address chẳng hạn như vậy. Address như thế này. Đây sẽ là address. Đó, giả sử
thông tin user của chúng ta thì nó có các thông tin như thế này. Và cuối cùng chúng ta có một cái nữa là một cái button. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ có một cái button như thế này. Anh sẽ bỏ cái này đi. Và đây anh thay nó thành một cái button. Button này của chúng ta, ví dụ anh để là register. Đó. Và cuối cùng anh có một cái nữa đó là reset. Như thế này. Chúng ta chạy cái form này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có cái kết quả như thế này. Được chưa? Rồi, anh sẽ dùng CSS, anh CSS cho nó một chút xíu. Ở đây anh khai báo trực tiếp CSS ở trong trang, khai báo internal như thế này. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ có label sẽ là float width. Anh sẽ để khoảng đây, float width anh để khoảng 90 pixel. Là sử như vậy. Và anh sẽ có div này, sẽ có margin bottom 10 pixel như thế này. Đó, để chúng ta có được cái input. Chúng ta có được cái input như thế này. Được chưa các bạn? With label float left width này 100 pixel. Đây, thẻ label của chúng ta đây. Có vẻ chưa nhận. Label float left. Float left à, ừ. Nhìn mãi không ra. Đọc như vậy rồi mà viết vẫn cứ sai. Đây, được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ có được một cái form nó như thế này. Ok chưa? Anh sẽ đưa cái này khoảng 90. Đây, ok chưa các bạn? Anh giả sử đây là cái form đăng ký của chúng ta. Được chưa các bạn? Anh sẽ đặt body nó sẽ là max width 500 pixel, 600 pixel chẳng hạn. Margin 0 pixel, 50 pixel. Auto như thế này, giả sử như vậy. Thì anh sẽ đưa được cái form này nó ra đây, nó ra đây như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Và ở đây chúng ta anh sẽ để là justify center. Nhưng cái justify này nó sẽ đi cùng với flagger thì nó mới được các bạn. Bình thường như này sẽ không được đâu. Ok chưa? Rồi, kệ nó đã, tạm thời như vậy. Đó. Thì đây là cái trang đăng ký của anh. Chúng ta sẽ có một cái gọi là tiêu đề của form H3. Thì chúng ta sẽ để là register. Mình sẽ để như thế này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thì các bạn biết là khi các bạn vào một trang đăng ký bất kỳ của bất kỳ hệ thống nào như Facebook chẳng hạn. Đây. Các bạn vào Facebook chắc chắn nó sẽ hỏi như thế này. Đó, nó sẽ hỏi. Đó, các bạn thấy là chúng ta đăng nhập và nó sẽ validate như thế này. Được chưa? Đó. Vậy thì làm sao để chúng ta cũng có thể validate cái form này? Thì cái việc validate những trường nào, hay nói cách khác là chúng ta thực hiện validate những input nào, thì nó phụ thuộc vào cái yêu cầu của bài toán. Và ở đây, bài toán ở đây chúng ta sẽ tự đặt ra cái yêu cầu như sau. Thì anh sẽ đưa ra một cái yêu cầu cho bài toán chung này của chúng ta, đó là gì? Đó là đối với form register, chúng ta cần những thông tin gì? Thì anh sẽ nói về validate form đối với form register nhé. Đây, thì chúng ta sẽ yêu cầu ví dụ như là full name nó sẽ phải là required, có nghĩa là bắt buộc đấy, bắt buộc nhập. Được chưa? Phân tích một chút như vậy để các bạn rõ ràng hơn trước khi chúng ta làm. Ví dụ như full name nó sẽ không được nhỏ hơn 2 ký tự. Nhỏ hơn 2 ký tự. Đó. Được chưa các bạn? Không bao gồm khoảng trắng nhé. Không bao gồm khoảng trắng. Space đấy. Chính là cái phím cách của các bạn đấy. Được chưa? Ok. Thì đó là full name. Anh giả sử email. Email nó cũng sẽ require. Có nghĩa là bắt buộc nhập. Đó. Phải đúng định dạng. Đúng định dạng email. Đó, ok chưa các bạn?
Đó là một ví dụ. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có phần phone chẳng hạn. Phone thì chúng ta sẽ cũng bắt buộc phải nhập và phải là số. Này. Và phone anh giả sử theo số điện thoại di động đi. Phải là số như thế này. Phải là số. Được chưa? Và theo điện thoại di động thì phone ở Việt Nam nó chắc chắn là chỉ được phép 10 ký tự. Tất cả đều 10 số. Đó. Thì nó phải là đúng format phone. Format thì sẽ là tạm thời anh đưa ra yêu cầu đơn giản là 10 số. Từ 0 cho đến bao nhiêu đấy. Kiểu kiểu như vậy. Được chưa? Nó sẽ là từ 0 đến bao nhiêu đó. Ok chưa, chưa các bạn? Đó, còn đối với trường hợp là cái địa chỉ này thì chúng ta không bắt buộc. Giả sử như vậy. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ phải làm những công việc gì? Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ phải thực hiện công việc là khi người dùng nhấn vào register thì chúng ta sẽ phải làm gì với nó? Đúng không? Đúng không các bạn? Đó, thì chúng ta sẽ viết, anh sẽ viết ra một cái file JS ở đây. Anh sẽ viết ra một file JS là register.js. Đó, đây, chúng ta sẽ tách file nó ra như thế này. Thì các bạn sẽ cảm thấy nó đỡ bị rối. Đây, khi code HTML nó đủ nhiều rồi thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nên tách file nó ra. Đây. Và anh sẽ đưa vào src như thế này một cái file đó là js.register.js như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Chúng ta sẽ đưa vào một file như thế này. Đó. Chúng ta sẽ test xem là nó đã nhận cái file này hay chưa. Chúng ta chạy lên nhé. Các bạn nhìn thấy này, đó, nó đã nhận rồi. Ok chưa? Công việc của chúng ta bây giờ là làm gì? Công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ đi làm gì các bạn? Chúng ta sẽ đi bắt sự kiện khi người dùng click vào cái class là register, btn register, tn register chẳng hạn. Đó, thì chúng ta sẽ làm gì với nó? Chúng ta sẽ làm gì? Thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái btn register đó bằng document.query selector như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Sau đó anh sẽ console log lên như thế này. btn register. Đây. Các bạn thấy là khi chúng ta chạy lên nhé thì chúng ta sẽ chọn được cái thằng này. Chúng ta sẽ chọn được cái gì? Chúng ta sẽ chọn được cái button mà chúng ta đang muốn click. Đây, anh chạy lên. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái event thôi để chúng ta add cái listener event vào, đúng không? Thì nó sẽ là như thế này. Đây, thì nó sẽ là .add event listener như thế này. Sự kiện của chúng ta là gì các bạn? Đó, click. Nó không khác gì những cái mà chúng ta đã làm đâu các bạn nhé. Đây. Function như thế này. Đó, anh console log lên. Ở đây sẽ có một vấn đề. Theo các bạn thì sẽ là vấn đề gì? Theo các bạn thì sẽ là vấn đề gì? Nào, nếu anh làm như thế này, khi anh submit này, anh chạy này. Đó, các bạn nhìn thấy, vừa nhìn thấy console log cái đã biến mất rồi. Đó, nhìn thấy không? Vấn đề ở đây là gì? Tuấn có biết vấn đề ở đây là gì không? Các bạn có nhìn vào hello, cái... Hello. Ừ, em nói khi đi. Mà mình bấm register thì mình sẽ gửi một cái request lên rồi nó sẽ load lại toàn bộ. Đúng. Khi mà chúng ta submit form thì bản chất cái form này nó sẽ request, gửi request lên trên server đúng không? Đây này, thông qua action và method này. Đặt cái ID. Đúng không? Cái action form. Đó, vậy thì làm thế nào để chúng ta trong trường hợp này chúng ta không muốn nó mình reload lại sự kiện event ngăn sự kiện dùng cái ngăn sự kiện mặc định của cái form nó sẽ là cái gì? Event cái gì họ mà nói đấy, cái gì default event event default pre-event default. Anh cũng không nhớ chính xác nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ phải đưa vào đây một cái gọi là
để chặn cái việc submit lên, được chưa các bạn? Bởi vì sau này chúng ta sẽ gửi dữ liệu lên, không phải là chúng ta submit trực tiếp gửi lên như thế này nữa, mà chúng ta sẽ gửi thông qua Ajax. Chúng ta sẽ dùng cái này, được chưa các bạn? Đây, thì ở đây nó sẽ có một chat cho anh đi. Chat cho anh cái key đấy cũng được. Anh không nhớ chính xác, như ở đây chúng ta sẽ có một cái như thế này, kiểu kiểu như thế này. Nó sẽ nằm ở trong on submit chứ đúng không? Không phải cái này. Không, anh dùng mà. Không phải cái này rồi. Cái này anh có nói một lần rồi, thôi rồi. Để anh search cho các bạn. Mấy cái key này anh không nhớ chính xác là submit form. Đây. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái key như thế này, kể cả dùng ở bên jQuery cũng vậy. Đây đây, prevent default. Nhưng nó sẽ đưa vào như sau. Ở đây nó không có một cái form cụ thể. Đây. Trên đây. Đây, anh sẽ đưa cái này vào. Chúng ta sẽ chạy lại cái này lên nhé. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây, khi submit thì nó sẽ không gửi lên trực tiếp lên server luôn. Bình thường chúng ta dùng PHP, những ngôn ngữ ở phía server ấy, chúng ta submit thì chúng ta cần gửi lên server, và khi submit thì chắc chắn là nó sẽ load lại trang. Mà bản chất của JavaScript thì là gì? Bản chất của JavaScript nó sẽ reaction và nó sẽ có thể tạo ra được các data, các event ở dưới client, nhưng với điều kiện là trang của chúng ta không được load. Đó, chính vì vậy nó mới sinh ra khái niệm single page application, đó là sẽ không load trang nhưng vẫn phải lấy được dữ liệu các thứ. Thì khi làm việc với JavaScript nó sẽ không load trang như thế này, thì dữ liệu của nó sẽ không mất. Còn khi mà chúng ta load lại ở đây, đó thì những hành động mà chúng ta vừa thực hiện ấy, nó sẽ không giữ lại được. Các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Thì chúng ta dùng cái on submit event predefault, prevent default như thế này. Đó, và ở đây chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ, sau khi chúng ta click được vào đây rồi, click được button kia rồi, thì chúng ta sẽ khai báo các biến mà chúng ta sẽ cần. Thì thông thường các biến mà các bạn cần nó sẽ tương ứng với các input trên form, có nghĩa là từng cái thông tin này nó là một biến, được chưa các bạn? Thì quay trở lại đây, quay trở lại đây thì anh sẽ khai báo, và chúng ta sẽ lấy giá trị của input full name thông qua cái gì các bạn? Query selector ID là full name. Giống như buổi trước anh hướng dẫn các bạn ấy, cách lấy full giá trị của input trên form, thì chúng ta dùng cú pháp như thế này. Đó, ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ lấy ra được email, chúng ta lấy ra được phone. Đây, như thế này. Đó, và chúng ta lấy ra được address như thế này. Đây. Đó, ok chưa? Anh thử console log những thông tin này ra nhé. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta lấy được full name, email, phone và address như thế này. Đây, anh chạy nó lên. Ví dụ anh để là Nguyễn Văn A chẳng hạn, email là aaa@gmail.com, phone là một số điện thoại như thế này, Hà Nội chẳng hạn. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy là anh lấy ra được các thông tin tương ứng từ input mà anh nhập vào. Được chưa các bạn? Đó, vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta sẽ đi kiểm tra. Chúng ta sẽ đi kiểm tra lỗi như thế này cho nó phù hợp. Được chưa? Ok chưa? Thì chúng ta sẽ đi check lỗi như sau. Ở đây, anh sẽ mention các bạn một cái thư viện. Đó chính là Lodash. Tại sao anh lại muốn đưa vào đây luôn? Buổi trước anh có yêu cầu các bạn là thử tìm hiểu qua cái này. Thì bản chất đây là một cái thư viện, nó giúp cho chúng ta xử lý dữ liệu và xử lý các dữ liệu liên quan đến mảng ở trong JavaScript. Ngoài ra thì nó cung cấp cho chúng ta nhiều thứ hơn thế nữa. Đây, Lodash. Thì cách dùng của nó cũng cực kỳ đơn giản. Anh sẽ chạy, à đây, anh có thư viện Lodash ở đây rồi. Cách dùng của nó rất đơn giản như thế này. Các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc các bạn nhúng thông qua CDN như thế này. Anh giả sử anh nhúng cái Lodash này của chúng ta vào đây.
và chúng ta sẽ phải nhấn nó ở phía trước SRC như thế này. Chúng ta sẽ dùng thông qua link CDN là cái link này. Đây, được chưa các bạn? Thì ở đây anh sẽ sử dụng nó như sau. Đây, anh có cái link CDN của Lodash này. Đây, chúng ta chạy nó lên này. À, rồi. CDN Lodash. Chúng ta sẽ copy vào, nhưng anh đang chưa thấy cái link chi tiết của nó đâu. Link của nó đây các bạn nhé. Đó, anh sẽ copy cái link này và chúng ta nhúng nó vào thôi. Đó, ok chưa? Đó, thì thằng Lodash này nó sẽ làm gì? Lodash nó cung cấp cho chúng ta khá là nhiều hàng. Các bạn đi làm rồi chắc chắn là các bạn sẽ dùng nó rất nhiều. Đây, nó cung cấp cho chúng ta rất rất nhiều hàm liên quan đến xử lý dữ liệu và check dữ liệu. Ví dụ ở đây nó có hàm EMT. Thì hàm này nó sẽ xử lý giúp chúng ta. Đó là gì? Tại sao chúng ta lại dùng thằng Lodash? Thì anh sẽ lấy ví dụ cho các bạn để các bạn hiểu hơn tại sao chúng ta nên dùng nó. Anh giả sử anh muốn check full name của chúng ta đây không được bỏ trống. Thì chúng ta sẽ check như thế này có đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra như thế này. Nếu mà full name mà rỗng chẳng hạn như thế này. Đó, hoặc là full name bằng bằng rỗng như thế này. Có nghĩa là rỗng thì chúng ta sẽ báo lỗi, báo một cái lỗi giả sử đây, console log là vui lòng nhập họ tên, họ và tên. Như đây đang dùng tiếng Anh hết. Free enter full name. Đó, anh giả sử như vậy thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này. Nếu anh không nhập gì chắc chắn nó sẽ báo lỗi như thế này. Nhưng nếu anh cố tình nhập bằng hai khoảng trắng như thế này. Đó, thì nó không báo lỗi nữa. Đây. Đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc này nó hiểu cái khoảng trắng này là full name. Đó. Thì đây là vấn đề. Thì nếu mà chúng ta xử lý thông thường thì chúng ta sẽ phải đi cắt chuỗi thông qua hàm trim chẳng hạn như vậy. Đây, ví dụ chúng ta có một cái chuỗi trắng như thế này, chấm trim này, thì nó sẽ cắt về cái không có khoảng trắng ở đây, như ở đây, như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Đó. Đó, tuy nhiên nếu vậy thì chúng ta sẽ phải đi full name chấm trim rồi check. Thì ở đây trong Lodash nó đã có một cái hàm giúp cho chúng ta xử lý cái việc đó. Đó là chúng ta chỉ cần sử dụng EMT như thế này. Đây, thì cú pháp của Lodash nó sẽ bắt đầu bằng dấu gạch dưới và chấm tên phương thức. Ví dụ đây là full name. Đó, nếu cái này là empty thì chúng ta sẽ báo một cái lỗi như thế này. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Nó sẽ có sự khác biệt. Đó, full name. Vui lòng nhập full name. Nếu anh cách như thế này nhấn thì thằng EMT này nó vẫn tính cái này là khác rỗng, thế thì cũng không được. Đây, chúng ta anh đang nhớ là thằng EMT nó giống ở trong PHP, nó sẽ phải bỏ cái chuỗi này đi cho chúng ta. Đó, nhưng lúc này nó đang là full, chứng tỏ là thằng này cũng không cắt. Vậy thì chúng ta sẽ làm thêm một việc ở đây. Hơi thừa. Đây, thì ở trong đây nó cũng cung cấp cho chúng ta những hàm liên quan đến trim như thế này. Đây. Các bạn có thể xem hàm này. Đây, trim cũng giúp cho chúng ta cắt chuỗi như thế này. Đây, hàm trim. Nó sẽ giúp cho chúng ta cắt khoảng trắng ở hai đầu như thế này. Được chưa? Thì các bạn có thể dùng như thế này hoặc có thể dùng như của anh. Nhưng cái hàm trim này nó sẽ bị lỗi trong trường hợp mà data của nó bị null. Nên ở đây anh sẽ dùng như thế này. Đây, trong trường hợp mà nó như thế này chẳng hạn. Chấm trim. Đó, thì nó sẽ lỗi kiểu như thế này. Hoặc là trong trường hợp nhớ là chuỗi như thế này rồi thì không nói. Đó, nhưng mà trường hợp null thì sẽ lỗi. Nhưng đối với thằng Lodash thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán là chúng ta không bị lỗi đó. Thì ở đây anh sẽ dùng hàm trim như thế này. Đây. Đó, có nghĩa là anh sẽ cắt chuỗi ngay từ trên khi mà chúng ta lấy giá trị. Đó, được chưa? Đó, anh sẽ trim ngay từ trên như thế này. Được chưa các bạn?
Đây, đó, anh sẽ cắt chuỗi nó ngay từ phía trên như thế này. Đó, thì dưới này chúng ta chỉ việc check empty như thế này thôi. Đây, quay trở lại đây. Các bạn nhìn thấy này. Đó, nếu mà chúng ta nhập khoảng trắng vào thì nó vẫn phải báo lỗi. Đó, ok chưa? Nhưng công việc của chúng ta cần là làm gì? Chúng ta sẽ phải báo lỗi nó ở trên màn hình để người dùng biết là à, ông phải nhập liệu ở đâu. Được chưa? Vậy lúc này ở trên màn hình register này chúng ta sẽ làm gì với nó? Thì ở mỗi input này, kể cả sau này các bạn làm ở ngôn ngữ khác cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái thẻ để chúng ta đón nhận lỗi. Anh sẽ class như thế này. Thì có hai cách ở đây. Một là các bạn xử lý bằng cách là chúng ta add thêm cái thẻ lỗi đó vào. Hai là chúng ta sẽ đặt một cái lỗi sẵn trước như thế này. Được chưa? Errors. Đây, anh sẽ có errors như thế này. Và có thêm một cái errors class. Đây cũng là một cách. Đây, một cái errors class cho full name. Đó, được chưa các bạn? Anh sẽ tạo ra một cái thẻ spam ở đây dành cho email. Đó, ok chưa? Cái cách anh viết code như thế này này, nó cũng là một cái chuẩn viết CSS, nó gọi là chuẩn BEM. Chuẩn BEM viết đặt tên class chứ, thì nó cũng là một chuẩn đấy. Đây, đây sẽ là full. Đó, và anh sẽ tạo ra các input. Đối với address chúng ta không cần vì chúng ta không có validate cho nó. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ quay trở lại đây. Bây giờ anh muốn là khi nhấn register, anh muốn hiển thị được cái message lỗi này lên trên đây. Thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Quay trở lại cái file này. Chúng ta sẽ tìm đến đâu? Chúng ta sẽ tìm đến cái thẻ span có class là errors full name, và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chấm style là chấm inner HTML sẽ bằng một cái message lỗi, ví dụ như là pre-enter full name như thế này. Được chưa các bạn? Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy từng bước chúng ta làm nó sẽ như thế này. Đây, quay trở lại đây, các bạn chạy nó lên. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta nhận được một cái thông báo lỗi như thế này. Và thông báo lỗi thường là sẽ có color red màu đỏ, thì có nghĩa là anh sẽ thêm một cái CSS cho những class mang class name là error có color là red như thế này. Đây, anh chạy nó lên. Đó. Được chưa các bạn? Đó. Ok chưa? Chúng ta sẽ chạy nó lên như thế này. Vậy khi người dùng nhập Nguyễn Văn A vào thì nó sẽ phải ẩn đi, đúng không các bạn? Có đúng không? Thì chúng ta sẽ hiển thị như thế này. Đây. Thì chúng ta sẽ hiển thị như thế này. Anh sẽ nói về tối ưu code luôn ở đây. Chúng ta sẽ là document chấm cái này nhưng nó sẽ bằng rỡ. Đó. Đây, có phải là chúng ta sẽ check như thế này đúng không? Khi mà người dùng, có nghĩa là khi người dùng đã có full name rồi thì chúng ta sẽ gán lại rỗng như thế này. Anh chạy thử nhé, cùng phân tích này. Nguyễn Văn A. Đó. Nếu không có lỗi, trường hợp có thì nó báo như thế này. Được chưa? Nhưng anh muốn là chúng ta đang bị lặp cả một cái đoạn code này. Các bạn nhìn thấy code nó đang bị thừa, nó bị trùng lặp này. Anh muốn làm thế nào để chúng ta tối ưu được cái đoạn này? Thì chúng ta sẽ tối ưu bằng cách đó là chúng ta luôn luôn đưa inner HTML ở đây và chúng ta tạo ra một cái biến lỗi less errors full name như thế này có được không các bạn? Anh sẽ kiểm tra nếu mà full name của chúng ta bằng empty thì chúng ta sẽ báo một cái lỗi này. Đó, thì đây là kiến thức của JavaScript buổi đầu chúng ta học thôi. Trái lại thì rỗng như thế này. Thì nhìn code lúc này các bạn sẽ thấy nó tối ưu hơn. Được chưa? Và chúng ta sẽ luôn luôn có biến error full name như thế này. Được chưa? Đây, chúng ta chạy lên này. Nguyễn Văn A. Văn A thì không có lỗi gì cả. Nhưng nếu bỏ đi và nhập thì có lỗi. Nhập lại thì sẽ phải không có lỗi. Được chưa các bạn? Đấy là cái việc đầu tiên.
Tiếp theo chúng ta kiểm tra cái gì? Chúng ta sẽ kiểm tra cho trường hợp là gì các bạn? Cho trường hợp là chúng ta có, nếu full name của chúng ta mà nhỏ hơn 2 thì chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 2 đi thì chúng ta sẽ báo lỗi. Có nghĩa là nếu cái full name này của chúng ta này, đây, full name này của chúng ta ở đây, vậy thì lúc này nó sẽ rơi vào hai trường hợp như thế này. Đó, nếu nó empty này. Còn nếu ở đây chúng ta hoàn toàn có thể check nữa như thế này. Nếu mà full name chấm len có nghĩa là độ dài của cái số ký tự trong cái số ký tự trong cái chuỗi này mà nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ báo lỗi là cannot less than 2 character. Đó, giả sử như vậy. Trái lại thì chúng ta sẽ để như này. Anh viết như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy bị rối hơn rồi đấy. Lát nữa anh sẽ chia nó ra cho nó đơn giản. Đây, nếu mà thế này, fullname 2 chấm này. Đây, các anh viết như này là một số bạn bắt đầu nhìn thấy rối hơn. Ví dụ báo lỗi này, nếu anh chỉ nhập A thì nó sẽ báo lỗi này, được chưa? Nếu anh nhập là An chẳng hạn thì nó sẽ không báo lỗi nữa. Đó, thì ở đây nó có hai điều kiện như thế này. Vậy chúng ta sẽ viết cho nó dễ hiểu hơn. Đó, thì tùy vào từng trường hợp mà các bạn tối ưu như thế nào nhé. Nếu cái gì, nếu mà cái này là empty thì chúng ta sẽ gán lại cho biến error name kia bằng cái gì? Nó bằng cái lỗi này. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đây. Đó. Còn trường hợp nào nữa? Còn trường hợp mà nó nhỏ hơn 2, có nghĩa là nếu full name chấm len nhỏ hơn 2 thì chúng ta sẽ gán cho nó cái lỗi này. Đây, chúng ta sẽ gán cho nó cái lỗi này. Đó, anh vẫn check điều kiện ở đây, bởi vì len tránh trường hợp chúng ta bằng null thì đây của anh sẽ là khác empty và như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ được cho trường hợp chúng ta check full name. Đây, như thế này. Đó, thì nó sẽ dài hơn nhưng các bạn nhìn vào cái các bạn hiểu ngay. Được chưa? Thì đây là cái cách viết code để các bạn dễ hiểu thôi. A thì nó sẽ không báo lỗi, nhưng chỉ nhập A nó sẽ báo lỗi như thế này. Đó, ok chưa các bạn? Thì tùy vào từng trường hợp mà các bạn sử dụng cho nó hiệu quả. Đó, thì chúng ta tránh trùng lặp code ở đây. Ok chưa? Trường hợp email thì sao? Email của chúng ta cũng sẽ tương tự. Anh sẽ tạo ra một cái biến less error cho email. Đây, error email thì chúng ta cũng sẽ ban đầu nó cũng sẽ bằng rộng như thế này, được chưa? Chúng ta sẽ validate cho trường hợp nếu email của chúng ta không nhập thì nó tương đương với name. Đây, nếu mà chấm .emt của email đó như thế này, được chưa các bạn? Thì anh sẽ tạo ra một cái lỗi cho trường hợp email. Đây, anh sẽ comment ở đây là validate for email. Trên này sẽ là validate for full name. Được chưa các bạn? Đó. Cụ thể ở đây anh sẽ có lỗi của phần email nó sẽ như thế này. Và đây anh sẽ ghi là pre-enter email. Được chưa? Và chúng ta cũng sẽ bắt được cái email như thế này. Error cho email. Đó. Được chưa? Anh chạy nó lên này. Nếu chúng ta nhập Nguyễn Văn A thì Nguyễn Văn A không bị báo lỗi như email nó phải báo lỗi. Được chưa? Email của chúng ta không thấy báo lỗi. Tại sao vậy? Thì chúng ta sẽ kiểm tra này. Error
email nếu em tin. Thì chúng ta đã có biến email ở đây chưa? ID email ở đây, error email ở đây rồi. Chúng ta sẽ kiểm tra vì sao không được nhé. Chúng ta F5 lại. Đó, có thể do chúng ta chưa F5. Nguyễn Văn A như thế này. Đó, thì nó sẽ báo lỗi email ở đây. Được chưa các bạn? Ok chưa? Vậy sau khi người dùng nhập, nhưng nếu họ nhập là Nguyễn Văn A như thế này, thì chúng ta cũng phải báo lỗi. Báo lỗi vì sao? Báo lỗi vì nó không đúng format. Được chưa các bạn? Nó sẽ không đúng format. Nó không đúng format. Thì ở đây anh sẽ sử dụng một cái hàm. Một cái hàm. Một cái hàm mà anh có share ở phần này. Đây, một cái hàm để chúng ta check format email, kiểm tra định dạng của email. Thì chúng ta sẽ kiểm tra nó như thế nào. Thì ở đây anh có một cái để chúng ta có thể check được cái định dạng cho email. Trước anh có share đây. Anh sẽ sử dụng một cái hàm, và hàm này nó đang sử dụng cú pháp của regular expression. Cái này thì anh sẽ không giới thiệu cho các bạn ở đây. Thì đại loại sau này các bạn sẽ sử dụng cái hàm này làm một cái thư viện của các bạn khi cần. Đó, ví dụ chúng ta sẽ có cái phần ở đây, các bạn sẽ check. Nó giống như là các bạn sử dụng framework ấy. Thì các bạn sử dụng thư viện chỉ cần hiểu là phương thức này nó sẽ giúp các bạn làm việc gì. Đó, và bên trong nó xử lý như thế nào thì có thể các bạn chưa cần care. Giả sử như trong trường hợp này, anh chỉ cần check email ở đây. Anh lấy ví dụ, chúng ta đang có invalidate email, các bạn biết là chúng ta sẽ truyền vào đây một cái giá trị là email như thế này. Đây, anh sẽ đổi cái này đi. Đó, chúng ta sẽ đổi cái này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ check validate email ở đây. Quay trở lại đây để các bạn hiểu về cách hoạt động của nó. Thì anh sẽ test thử ở đây nhé. Chúng ta có hàm này rồi. Không biết là đây nó nhận không? Có, đây. Nếu anh truyền vào một cái email là ABC như thế này, nó sẽ báo là false, có nghĩa là không đúng định dạng. Nhưng abc@gmail.com thì nó sẽ báo là true như thế này. Được chưa? Có nghĩa là nó sẽ đúng định dạng thì nó sẽ báo lỗi. Thì nó sẽ không báo lỗi. Thì quay trở lại đây, chúng ta sẽ check trường hợp tiếp theo đó là gì? Nếu invalidate của email mà không đúng, có nghĩa là bằng false như thế này, phủ định của nó, thì chúng ta sẽ báo là email format email is wrong, đúng không? Đây, thì anh sẽ báo một cái lỗi như thế này. Email format is wrong. Đó, anh chạy thử lên này thì các bạn sẽ thấy này. Đó, nếu anh nhập là Nguyễn Văn A như thế này thì nó sẽ báo lỗi. Đó, ok chưa? Báo lỗi. Nhưng ở đây có một vấn đề, đó là các bạn không nhập gì nó cũng báo wrong. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái này cùng chạy. Được chưa các bạn? Hai cái này cùng chạy. Đến khi cái này cũng sai, cái này cũng sai, nhưng nó sẽ ghi đè thằng trước. Nên ở đây chúng ta sẽ đưa else vào. Đó, thì làm như thế này thì các bạn mới hiểu ra vấn đề này. Đó, ví dụ anh load lại này, thì nó sẽ phải báo đúng đúng cái bối cảnh lỗi đã. Được chưa? Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ phải bắt được cái lỗi và thông báo theo đúng cái bối cảnh của nó. Cụ thể trong đây là chúng ta lỗi do không nhập. Còn khi nhập rồi mà lỗi thì chúng ta mới báo lỗi như thế này. Đó, ok chưa? Còn nhập đúng rồi thì nó sẽ loại bỏ lỗi đi, ẩn đi. Đây, như thế này. Được chưa bạn? Anh cho cái input nó dài ra một chút. CSS thêm một chút ở đây nhé. Width bằng 250 pixel. Và sử như vậy. Đó, chúng ta chạy lại này. Đây, được chưa các bạn? Rồi, tương tự xuống đến phần phone thì chúng ta sẽ báo lỗi như thế nào. Đối với phone, tương tự đối với name cũng vậy nhé. Anh sẽ if L ở đây. L if ở đây. Đó. Chúng ta sẽ validate phần phone. Chúng ta sẽ validate như thế nào ở đây các bạn? Đối với phone thì chúng ta cũng bắt buộc nó phải nhập. Anh sẽ tạo ra một cái biến lỗi. Let
gọi là aerophone cũng bằng rộng ban đầu. Ok chưa? Được chưa bạn? Chúng ta sẽ kiểm tra nếu phone, nếu phone của chúng ta thì anh sẽ tạo ra một cái là phone như thế này. Nếu phone của chúng ta bằng lỗi, vui lòng enter do phone chẳng hạn. Đó, do email, do full name. Đó, giả sử như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải báo lỗi. Chưa? Anh sẽ tạo ra một cái error phone và chúng ta sẽ đưa cái error phone vào. Đó. Đây, được chưa các bạn? Chúng ta chạy nó lên này. Đó, thì nó sẽ báo lỗi. Còn nếu chúng ta nhập string như này, nó sẽ phải báo lỗi. Thì ở trong Lodash nó có một hàm giúp chúng ta check được cái kiểu số. Thực ra ở trong JavaScript nó cũng có, như là hàm ina chẳng hạn. Thì đây sẽ là e number, anh nhớ không nhầm là như vậy. Đây. E numeric. Đây. Thì chúng ta sẽ bắt được số như thế này. Được chưa? Anh sẽ chạy nó lên để các bạn có thể hiểu được. Đây cũng là một dạng nó hiểu là chữ số đúng. Đây, anh sẽ chạy cái này lên. Thì ở đây anh sẽ kiểm tra lại đối với trường hợp mà cái e numeric này sẽ number này sẽ sai chẳng hạn với cái phone. Đó. Đây. Chúng ta sẽ chạy lên đây nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ báo là phone number must be number do phone. Must be number. Giả sử như vậy, anh chạy lên nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đây. Đó, nếu anh nhập chữ vào đây nó sẽ phải báo một cái lỗi như thế này. Được chưa? Nhưng anh nhập số ở đây thì nó sẽ phải ẩn đi. Được chưa? Ok chưa? Vậy anh nhập số nó đang chưa ẩn đi. Nó đang chưa ẩn đi các bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì cái này của chúng ta nó đang mang tai là text, nếu anh để tai đây là number. Đây. Anh nhập vào này. Đó, anh nhập số này. Về cơ bản khi mà nó đọc giá trị từ input thường nó sẽ là string, chúng ta sẽ phải convert nó các bạn nhé. Các bạn sẽ phải convert nó. Convert thì ở trong thằng này nó có hàm convert hay không? Thì trong JavaScript cũng có hàm để chúng ta thực hiện cái việc đó. Đây, anh sẽ kết hợp với JavaScript để chúng ta chuyển nó sang. Ví dụ, đây mặc dù chúng ta sẽ, anh vậy thì anh để là text để chúng ta test được cái trường hợp người dùng cố tình nhập chữ vào. Đây, như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ báo. Còn khi họ nhập số vào rồi nó vẫn báo là must be number này. Đó, được chưa? Đây, nhập không nhập gì thì báo là vui lòng nhập này. Nhập chữ này thì báo must be number, nhưng nhập số thì sẽ phải không báo, thì có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ phải convert sang kiểu dữ liệu. Đối với phone này chúng ta sẽ chấm passing in như thế này, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ phải chuyển nó sang kiểu số như thế này. Đây, chúng ta sẽ chuyển nó sang parser in. Chấm. Anh nhớ là parser in là chúng ta đã phải chuyển được rồi đấy. Chúng ta sẽ dùng cái này để chúng ta chuyển nó sang số, được chưa các bạn? Đó. Rồi, ok. Nếu mà chúng ta đã chuyển sang số ở đây thì việc check số nó lại không có ý nghĩa nữa. Có đúng không? Đây, thì ở đây chúng ta sẽ check luôn cái gì? Chúng ta sẽ check luôn cái len phải bằng 10. Đó, cụ thể ở đây. Ví dụ chúng ta sẽ để password của cái này chấm len
phải bằng 10 chẳng hạn như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ bắt nó là vui lòng do phone này, mất đi wrong phone, wrong format. Đó, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Bởi vì chúng ta luôn convert nó sang số rồi thì không cần phải check số nữa. Đây, lúc này chúng ta sẽ chạy như sau. À, chỗ này chúng ta sẽ phải kiểm tra. Chúng ta sẽ phải kiểm tra bằng một cách khác. Ở đây các bạn nhìn thấy này, tại vì anh luôn luôn convert cái này sang. Chúng ta chạy đã, có một cây ở đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đó, thứ nhất là cái cây phone. Sau khi passer sang này, các bạn nhìn nhá. Nếu anh nhập chuỗi này, thì đây nhập sang. Nếu nhập chuỗi, đó nó sẽ thành cái na. Nó sẽ không hiểu như thế này. Được chưa? Thì ở đây, nếu mà anh để cái phone này như thế này, ina như thế này, đây, anh sẽ dùng cái ina như thế này, phone ina, đây, được chưa các bạn? Thì cái này anh sẽ bắt được nó là số hay là chuỗi. Đây, các bạn nhìn này, nếu anh nhập chuỗi thì nó báo là full. Các bạn nhìn thấy không? Còn nếu anh nhập số thì nó sẽ báo là gì? Nó sẽ báo là true. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra được cái này nếu ina có nghĩa là người dùng đang nhập chuỗi. Thì chúng ta sẽ kiểm tra ở đây. Ina phone thì chúng ta sẽ là do phone must be number. Number như thế này. Number thì phải. Đó. Được chưa các bạn? Must be number. Còn ở đây thì sao? Trái lại, nếu phone của chúng ta chấm len, nghĩa khi nó đảm bảo là số rồi thì chấm len nó bằng 10 thì ok, nhưng nó khác 10 đi thì chúng ta sẽ là do phone wrong format. Đó, được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta chạy lên nhé, thì chúng ta sẽ xong được các cây đó. Đây, bắt buộc phải nhập số điện thoại, nếu nhập chuỗi báo lỗi, nếu nhập số linh tinh như thế này cũng báo lỗi. Must be number. Ừ, sao lại must be number đây nhỉ? Ở đây các bạn cũng có thể lấy ra một cái hàm regular để chúng ta check. Nhưng từ từ, tại sao của anh ở đây lại là must be number? Kết hợp với cái này nữa, cái giá trị của nó ở đây, must be number, à, đối với JavaScript nó là như vậy đấy các bạn, nó sẽ là như vậy bởi vì nó sẽ hiểu cái này là string, nó hiểu cái này là string thành ra là nó sẽ không pass được qua đây. Anh console log ra nhé, console log cái này ra, nhưng tại sao lúc nãy lại pass nhỉ? Vì hôm nay anh đã test rồi chứ. Đây, for ở chuỗi này. Rồi, anh bỏ cái này đi đã. Test để anh có thể test được trường hợp chuỗi. Thì đây cũng là những cái cây mà các bạn sẽ gặp phải. Đó, vẫn là for này. Nếu anh nhập chuỗi này, thì là true. À, đây đây, có sự khác biệt các bạn. Nếu cái này là true thì có nghĩa là nó phải là số. Về trường hợp này chúng ta do anh dùng sai thôi. Ở đây của nó sẽ phải là như thế này. Nếu là chuỗi thì chúng ta báo lỗi, còn là số thì không. Đây, các bạn nhìn nhá. Nếu là chuỗi, must be number, còn nếu là số, đó, thì nó sẽ báo wrong format. Ví dụ anh để là 0942668586 thì nó sẽ đúng. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, do anh đặt điều kiện bị sai thôi, chứ không phải hàm của nó sai. Ok chưa? Thì đây là cách chúng ta check phone như thế này. Sau khi các bạn đã lấy đủ thông tin rồi, được chưa?
ví dụ như là Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng chẳng hạn, hùngnv@gmail.com chẳng hạn như vậy, một số điện thoại nào đó, ok chưa, Hồ Chí Minh City chẳng hạn như vậy đó. Thì các bạn lúc này các bạn sẽ lấy ra được thông tin của form mà chúng ta vừa làm được chưa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ứng dụng nó luôn. Đó là gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ quản lý luôn thông tin user sau khi đăng ký. Có nghĩa là anh sẽ tạo ra một cái danh sách ở phía dưới này. Ok không các bạn? Anh sẽ tạo ra một cái danh sách ở phía dưới hoặc là ở bên tay phải này. Đó. Đó là danh sách. Không, load form mình dùng Ajax luôn không? Không, ở đây chúng ta dùng JavaScript, chưa có API gì cả. Nên là chưa có Ajax. Tại vì anh chưa có API để mà insert form vào database các thứ. Thì anh sẽ lưu thông tin user này. Không, ví dụ như là insert cái vô database mà không load form dùng Ajax gọi qua đúng không? Đúng rồi, thì nếu mà các bạn không load form đúng không? Không load form nữa thì các bạn sẽ kiểm tra là nếu đã tồn tại đủ các thông tin như là full name, email này, phone. Đó. Thì các bạn lúc đó các bạn gọi Ajax thôi. Ví dụ các bạn gọi phương thức fetch như thế này. Giả sử như vậy thì đây sẽ là API của các bạn. Trường hợp mà các bạn là post chẳng hạn như vậy thì các bạn sẽ để method là post như thế này. Post như thế này. Nhưng mà anh thì anh muốn hướng đến các bạn dùng cái ACOS. Đó, giả sử như vậy. Sau đó thì các bạn sẽ có một cái gọi là data. Đó, data để các bạn gọi lên API. Thì với thằng ACOS thì nó sẽ tương tự như thế này. Đó, sẽ tương tự. Thì các bạn cũng sẽ có API report. Chứ lại cho em hỏi một cái. Em hỏi đi. Ví dụ như ở trên cái form input anh. Ví dụ như mình nhập, như vừa mình nhập nó nhưng mà nó check validate luôn. Mình không submit form, nó vẫn check validate. Mình dùng thế nào anh? Không submit form, nó vẫn check validate đấy. Vâng. Em muốn như thế đúng không? Dạ. Yeah. Thì mình dùng như cái anh đang hướng dẫn em đây này. Đây, không submit form vẫn validate này. Đây, không submit form. Không, ý là không nhúc, không nhấn cái nút button register, nó vẫn check validate anh. À, tức là ví dụ em nhập vào đây đúng không? Nó sẽ báo lỗi đúng không? Vẫn check validate, không có không nút button. Đây, thì lúc đó em sẽ dùng như thế này. Anh giả sử anh bóc tách toàn bộ thằng này nhé. À. Anh bóc tách toàn bộ thằng validate form này sang một cái hàm mới nhé. Đây, để các bạn hiểu này. Anh giả sử anh tạo ra một cái function validate ở đây đi. Validate form như thế này. Được chưa? Chúng ta sẽ bằng cái này. Đó, ok chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái thứ nhất là khi người dùng nhấn submit form thì anh vẫn validate, có nghĩa là anh vẫn gọi validate form ở đây. Được chưa? Thì các bạn xem nhé, vẫn được này. Đó. Và nếu mà anh muốn là người dùng không phải nhấn submit nữa, không phải nhấn đăng ký nữa, mà người dùng change hoặc là key press cái sự kiện cho thằng full name, có nghĩa là như thế này. Event. Ở đây anh sẽ tạo ra một cái less hoặc là anh document query đi cho nó ngắn gọn, là cho nó đỡ phải khai báo biến. Query selector đến thằng full name như thế này, với event là key press chẳng hạn. Được chưa? Hoặc là change đi. Đây. Thì anh cũng gọi validate như thế này thì có được không? Thì đây. Nếu anh bỏ ra, đó, nếu anh bỏ ra như thế này. Đó, Tuấn hiểu chỗ này chưa? Thì rõ ràng là anh change ở đây. Hoặc là thay đổi sự kiện đó thôi đúng không? Ừ, chỉ là chúng ta ứng dụng vào sự kiện nào thôi. Ví dụ trường hợp email mà anh đổi sang sự kiện là key press. Đó, có nghĩa là khi người dùng gõ bàn phím ấy. Đây, như thế này là nó đã phải báo lỗi rồi. Đó, bỏ tay ra thì nó sẽ nhận một cái lỗi khác. Ở đây không biết là thằng JS này có dùng được hai sự kiện cùng lúc ở đây không? Hình như là không. Thì các bạn sẽ phải kết hợp thôi. Ví dụ như là change chẳng hạn hoặc là blue. Đây. Blue chẳng hạn thì nó cũng sẽ validate. Anh lấy ví dụ nhé. Anh đưa vào, bỏ ra, báo lỗi. Như thế không? Đó. Hoặc là focus chuột vào thì nó cũng đã báo lỗi rồi. Kiểu như thế này.
Đây, focus. Ví dụ nhá, anh bây giờ anh chỉ cần kích chuột vào thằng email là báo lỗi luôn. Nhìn thấy chưa? Đây, đó. Có hiểu không? Tuấn hiểu không? Hiểu anh. Đó, thì cái này nó còn làm được những việc khác nữa, đó là gì? Các bạn hoàn toàn có thể handle, đó là khi mà em kích chuột vào em chỉ validate email thôi. Hiểu ý anh không? Em kích chuột vào em chỉ validate name thôi. Thì các bạn bóc tách cái hàm này ra thôi. Chỉ là đơn giản các bạn bóc tách cái hàm này ra. Đó, được chưa? Ok chưa? Rồi, tạm thời như vậy nhé. Thì ở đây anh sẽ chỉ validate khi người dùng nhấn vào button register thôi. Hiểu chưa? Rồi, quay trở lại đây. Chúng ta sẽ thực hiện validate như thế này. Đó, ok chưa? Vậy khi mà anh lấy được cái này, thì bài toán ở đây nhé, các bạn nhìn thấy này. Sau khi mà anh validate xong như thế này, được chưa? Anh muốn lấy ra cái giá trị của các input này. Anh lấy như thế này. Anh lấy như thế nào? Nam, ứng dụng Promise ở đây. Để chúng ta lấy. Bây giờ anh muốn console log ra được full name này. Nói chung là anh lấy nhận được một cái thông tin có full name, email, phone. Đó, chúng ta ứng dụng Promise vào đây đi. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào nào? Anh hỏi lại đi, em không để ý. Đây nhá, em nhìn thấy không? Khi mà chúng ta click vào cái button register này. Đây này, click vào đây này. Thì chúng ta đang gọi đến hàm validate ở đây. Được chưa? Khai báo luôn cho nó đàng hoàng, function validate form. Đây, validate form như thế này. Đó. Anh muốn là sau khi validate xong, đúng không? Nếu thực hiện validate xong mà thành công ấy, thì anh sẽ lấy ra được cái thông tin full name ở đây. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ anh cần lấy được full name, đúng không? Nếu mà người dùng đã nhập dữ liệu, anh cần lấy ra được full name này, cần lấy ra được email này, cần lấy ra được phone mà người dùng nhập, và cần lấy ra được address. Hiểu ý của anh không? Nếu mà nếu mà anh muốn lấy ra từ việc là thằng hàm validate này nó trả về cho chúng ta, thay vì chúng ta lại phải đi làm cái việc này lại lần nữa. Đây này. Thay vì làm lại lần nữa như thế này thì anh không muốn, anh muốn thằng này nó sẽ return về cho chúng ta. Nam hiểu ý anh chứ? Các bạn có hiểu ý của anh không? Lớp mình. Em hiểu ạ. Đó. Anh muốn là thằng validate này nó sẽ là cái thằng mà trả về cho chúng ta thông tin full name, email, phone và password. Bởi vì sao? Bởi vì trong hàm validate này nó đã lấy ra được các giá trị này rồi. Đúng không? Vậy làm sao để chúng ta lấy được ở đây? Mình return nó lại thôi anh. Đây, mình sẽ return nó lại đúng không? Return nó lại, return trong cái mình check rồi mình return về cái giá trị rồi mình gọi hàm vào được. Ở đây có hai cách, một là các bạn còn nhớ cái hàm promise của chúng ta. Chúng ta sẽ resolve, đúng không? Đưa vào resolve và đưa vào một cái object với các thông tin full name, email, password kia. Đúng không? Hai là chúng ta không cần dùng promise thì các bạn có thể sử dụng kiểm tra đây. Nếu mà tồn tại full name như thế này. Đó. Full name này. Và email. Đây anh viết đơn giản nhé. Và phone chẳng hạn như vậy. Thì anh sẽ return. Anh sẽ return cái gì? Anh sẽ return ví dụ như là full name. Một cái object như thế này. Bằng full name. Anh sẽ return email. Sẽ bằng email. Anh sẽ return phone. Sẽ bằng phone như thế này. Đó thì chúng ta sẽ tránh cái việc trùng lặp code. Được chưa? Còn trái lại thì nếu không có cái này thì chúng ta sẽ return là phone. Được chưa? Đó, chúng ta sẽ return là phone. Như thế này. Ok chưa các bạn? Đây. Thì hàm này, thực ra hàm này như viết như thế này thì không hay. Bởi vì nó không có sự nhất quán. Nó sẽ không có sự nhất quán. Được chưa? Thì ở đây,
Hai là các bạn có thể sử dụng thằng commit ở đây như thế này. Return new vẫn là return thôi. New commit nhé. Đây trường hợp thứ hai đi. À, anh chạy cái trường hợp thứ nhất này đi. Thì anh sẽ nhận được một cái biến gọi là less data như thế này. Hoặc là less input. Input như thế này. Được chưa? Thì anh sẽ console log được cái input ở đây. Các bạn nhìn thấy này. Anh sẽ console log được cái input ở đây như sau. Anh lỗi có lỗi gì đó ở dòng 56. À đây, thiếu gán bằng. Đây các bạn nhìn này. Thì sau khi mà anh nhập ví dụ như Nguyễn Mạnh Hùng này. Nguyễn Mạnh Hùng. Đó, hùng@gmail.com. Phone 09 bao nhiêu đó. Được chưa? Đó, và address. Đó, như thế này, anh sẽ chạy ra đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là sau khi chạy lên anh sẽ phải nhận được cái giá trị này hoặc là giá trị phone. Hiện tại anh đang không nhận được. Load lại trang này. Đó, @gmail.com, một số điện thoại bất kỳ. Đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu mà trường hợp mà chúng ta nhập không đủ này, nó sẽ trả về phone. Còn nếu nhập đủ rồi này, nó sẽ trả về cho chúng ta thông tin mà chúng ta vừa nhập. Ok chưa? Anh sẽ kiểm tra một bước ở đây thôi. Đó là nếu mà tồn tại input đó, về phone thì nó sẽ không rơi vào trong if này được. Đó. Nếu mà có thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện. Đó là làm gì? Do register. Registration. Đó. Được chưa các bạn? Thì đăng ký ở đây làm gì? Thì có bài toán của chúng ta là sẽ ví dụ như là call lên API để mà lưu. Kiểu như vậy. Có rất nhiều việc ở đây. Call API. Register. To save. Được chưa các bạn? Đó. Còn ở đây chúng ta sẽ làm dưới Java Sheet là chúng ta sẽ store nó lại. Store user to local storage. Chẳng hạn như vậy. Được chưa? Local storage thì anh nói rồi. Được chưa? Tại sao chúng ta lại phải lưu nó vào local storage? Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện làm cái bài này một cách hoàn chỉnh hơn. Bằng cách là chúng ta có một cái danh sách user ở phía dưới này. Đây, ở trên là form, ở dưới này anh sẽ tạo ra một cái danh sách. Đây. Hoặc là ở đây anh sẽ để như thế này để các bạn có thể hiểu hơn này. Chẳng hạn đây. Chúng ta sẽ có một trang như thế này nhé. 960. Đó, anh chạy nó đây. Fading không pixel. À, không pixel và 20 pixel. Rồi, ok. Anh sẽ có một cái bọc toàn bộ cái này vào một cái thẻ div có class form register. Register. Đây. Được chưa bạn? Anh sẽ bọc nó vào toàn bộ cái form này vào một cái thẻ div như thế này. Đây. Ok chưa? Sau đó anh sẽ tạo ra một cái gọi là phần danh sách. Gọi là user list chẳng hạn như vậy. Được chưa các bạn? Thì đây nó sẽ là user list. Đó. Anh sẽ có một phần danh sách như thế này. Và anh sẽ đặt nó trong body, anh sẽ display là flex. Thì chúng ta sẽ có được cái nội dung như thế này. User list như thế này. Ok chưa các bạn? Đây. Chúng ta sẽ có user list. Hai cái thẻ div này nó sẽ nằm cách nhau như thế này. Đây, thẻ div thứ nhất và div thứ hai. Nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đó. Đối với thằng user list, anh sẽ tạo ra một cái khoảng cách với thằng bên trái nó. Margin left khoảng 100 pixel. Giả sử như vậy. Rồi. Chúng ta có user list. Anh muốn là mỗi lần tạo
đăng ký một user thì chúng ta sẽ hiển thị được danh sách user ở đây. Được chưa? Chúng ta sẽ show ra được cái danh sách user. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ có table. Được chưa? Chúng ta sẽ có cái gì? Border bằng 1. Có width, giả sử anh để khoảng 500. Đó. PR gọi TH đi. TH. Đây. Đây đây. Đó, ví dụ như là full name. Đó, anh sẽ hiển thị những thông tin rất cơ bản thôi, như email. Đó, như là password. À sorry, à phone. Và cuối cùng là address. Anh giả sử như vậy. Được chưa các bạn? Đó, chúng ta sẽ cần lưu nó lên như thế này. Đó, đại loại như vậy. Thì đây là form user của chúng ta. Được chưa? Full name hình như thừa một cột à. TR TR TH TH. Đó. Ok chưa các bạn? Thì anh sẽ có danh sách user ở đây như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm gì với nó? Order 1. Sales spacing 0 là sales padding. Anh hy vọng là sau cái bài này các bạn sẽ phải ứng dụng và làm lại được nhé. Đó. Vì nó là một cái bài tổng hợp đấy. Ok. Address này anh sẽ tạm bỏ đi. Anh sẽ thay nó vào một cái là action. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có danh sách user rồi. Chúng ta có form để thêm rồi. Được chưa? Chúng ta sẽ làm gì với nó đây? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ thực hiện hành động thêm. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái class user. Đây. User.js. Và trong đây chúng ta quản lý user mà. Nên là chúng ta sẽ tạo ra một cái class user như thế này. Được chưa các bạn? Được chưa? Constructor. Và chúng ta sẽ có một cái. Chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái danh sách user như thế này. Được chưa các bạn? Và anh sẽ viết một cái phương thức gọi là own. Lấy ra tất cả user. Thì anh sẽ return zip.user như thế này đúng không các bạn? Đúng không? Đấy. Đúng không các bạn? Anh sẽ return zip.user như thế này. Được chưa? Và chúng ta sẽ chạy nó lên. Chúng ta sẽ chạy nó lên này. Thì công việc của chúng ta ở đây là gì? Chúng ta sẽ hiển thị danh sách user. Thì anh sẽ nhúng cái user vào. Anh sẽ nhúng cái file user vào để chúng ta dùng được cái class user. Ở đây, như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ nhúng nó vào. Vậy, ở trong phần register này, anh sẽ đổi đi nhé. Thay vì register này, anh sẽ để là app. Đó. Anh sẽ để là app để cho nó chung chung. Đó. Thì trong file app này của chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đi thực hiện công việc đó là hiển thị danh sách user. Chúng ta có function validate rồi. Anh sẽ tạo ra một cái function nữa. Đó là own user. Đó, hoặc là anh sẽ để là gender user. Gender user. Đó, thì hàm này của chúng ta có vai trò để làm gì? Hàm này nó sẽ giúp cho chúng ta hiển thị danh sách user. Được chưa? Mà hiển thị danh sách user, chúng ta muốn lấy ra được user từ đâu? Chúng ta muốn lấy ra được user từ bên trong. Từ bên trong cái gì? Từ bên trong class user này. Thì chúng ta sẽ tạo ra một đối tượng. Let sẽ bằng user. Như thế này. Được chưa các bạn? Và new user. Đó. Được chưa? Có phải là từ đây chúng ta sẽ lấy ra được user như thế này không? Chúng trong function gender user này. Chúng ta sẽ tạo ra user s bằng cái object user kia chấm own như thế này. Có đúng không? Chúng ta khởi tạo đối tượng thôi. Object user.
user class chẳng hạn, anh để như thế này đó, được chưa? Thì đây sẽ bằng user class chấm own. Thì có phải là các bạn lấy ra được danh sách tất cả user như thế này không? Đây, và anh chạy cái hàm render này lên. Đây, khi chạy lên này, các bạn sẽ nhìn thấy này, chúng ta lấy ra được danh sách tất cả các user ở đây đó, và danh sách user của chúng ta đang chưa có gì cả, các bạn nhìn này đó. Anh giả sử là nó có rồi đi, có nghĩa là anh fix data ở đây như sau. Ví dụ anh tạo ra data user đây, Nguyễn Văn A. Văn A đó. Chúng ta có email sẽ bằng a@gmail.com như thế này, được chưa? Phone sẽ bằng đó, giả sử như vậy, và address, giả sử address bằng Hà Nội chẳng hạn. Đó, thì nghiễm nhiên chúng ta sẽ lấy ra được tất cả user từ phương thức own này. Đây, các bạn nhìn nhé, thiếu dấu này. Đó, đây, các bạn nhìn thấy này, chúng ta sẽ lấy ra được danh sách user như thế này, được chưa? Công việc của chúng ta là sẽ hiển thị nó ở đây. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ hiển thị nó vào đây, chúng ta sẽ hiển thị nó vào trong danh sách user trong table này. Anh giả sử ở trong table này, anh sẽ đưa danh sách user vào như thế nào? Thì anh sẽ đưa nó vào như sau. Anh sẽ khai báo tạo một cái table như thế này đó, và ở đây thậm chí anh sẽ chỉ cần như thế này thôi, anh sẽ có một cái gọi là user list là ID như thế này, table user list như thế này, được chưa bạn? Thì ở trong app này anh sẽ làm được công việc gì? Đó là anh sẽ tạo ra được cái data như thế này. Đây, anh sẽ tạo ra được một cái table như thế này các bạn nhé. Tạo ra một cái biến gọi là content, nó sẽ bằng như thế này. Đó, content của anh ban đầu nó bằng như thế này, được chưa các bạn? Rồi, sau đó anh đóng nó lại. Sau đó anh sẽ duyệt user kia bằng cách là chúng ta sẽ for x. Mỗi lần anh sẽ lấy ra được một user tương ứng, đúng không? Đúng không các bạn? Và anh sẽ làm gì? Anh sẽ nối cái content kia bằng cái cú pháp này. Đây. Đó. Và lúc này anh sẽ đưa vào mỗi cái content này là một cái TR như thế này. TD tương ứng. Đây. Và chúng ta sẽ lấy ra các thông tin tương ứng các bạn nhé. Ví dụ như sẽ là user chấm full name. Được chưa? Đó. Tương tự chúng ta sẽ có user chấm email. Tương tự chúng ta sẽ có phone. Và cuối cùng cái action này, anh sẽ để nó bằng hai cái thẻ A href để chúng ta thực hiện cái việc xóa. Chẳng hạn như vậy, edit, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện xóa nó như thế này. Đó, như thế này. Được chưa các bạn? Chúng ta sẽ chạy nó lên. Đó, cuối cùng anh sẽ gọi đến cái gì? Document.querySelector. Anh sẽ gọi đến cái table user list kia. .innerHTML. Anh sẽ bằng cái content ở đây. Thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ render được cái danh sách user nếu có dữ liệu như thế này. Đây. Được chưa các bạn? User của chúng ta sẽ là full name. Cái chúng ta đang định nghĩa đây sẽ phải là full name như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái danh sách user như thế này các bạn nhé. Ok chưa? Bây giờ anh muốn là khi anh nhấn register thì chúng ta sẽ tạo thêm được một user mới. Có nghĩa là trong class user chúng ta sẽ có thêm một phương thức, đó là anh để là store đi.
store như thế này. Được chưa? Thì anh sẽ gọi đến user.push. Đó, và anh sẽ truyền vào đây một cái thông tin là user như thế này. Đó. Thì anh sẽ push được vào thông tin user như thế này. Được chưa các bạn? Ok chưa? Vậy lúc này khi anh nhấn, anh có được thông tin input ở đây rồi các bạn này. Đây nhá. Lúc chúng ta nhấn save ấy, nhấn register ấy, có phải anh lấy ra được cái input ở đây không? Nó bao gồm các thông tin mà anh cần. Đây các bạn nhìn này. Ví dụ Nguyễn Mạnh Hồng@gmail.com là sử như vậy. Anh đưa số điện thoại vào Hà Nội. Có phải các bạn lấy ra được full name, email như thế này không? Đúng không? Và chúng ta chạy wrong format ở đây được nhỉ? Đây. 9 35. À đúng, thiếu một số. Đây, 935. Thiếu một số. Đó, ok chưa? Thì chúng ta lấy ra được đầy đủ thông tin, thậm chí là cả address. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ trả về cả address nữa, kể cả trường hợp nó bằng null các bạn nhé. Đây, anh chạy nó lên và chúng ta nhập lại Nguyễn Mạnh Hùng này. Mạnh Hùng. Đó, hungnm@gmail.com 0987 67. À, kiểu vậy. Hồ Chí Minh. Đó, nhấn register, các bạn nhìn thấy chúng ta sẽ lấy được các thông tin cơ bản như thế này. Chúng ta muốn insert thì chúng ta sẽ làm gì? Làm gì các bạn? Đây, chúng ta muốn insert thì chúng ta có user class rồi. Chúng ta chỉ cần store thôi. Có đúng không? Truyền input vào. Đó. Được chưa? Đây, và lúc này anh console log own user ra, các bạn sẽ nhìn thấy trong user của chúng ta, user class này, user class.own, chúng ta sẽ lấy ra được thêm user mà chúng ta vừa thêm. Anh lấy ví dụ trong user chúng ta đang có Nguyễn Văn A, bây giờ anh thêm Nguyễn Văn B, bbbb@gmail.com, số điện thoại như thế này và địa chỉ là Hà Nội, giả sử như vậy. Anh nhấn register, các bạn thấy chúng ta sẽ có hai user mới như thế này, Nguyễn Văn B. Đó, ok chưa? Và điều quan trọng là chúng ta muốn hiển thị nó ra đây thì chúng ta sẽ gọi đến cái gì? Chúng ta sẽ gọi lại phương thức gender user như thế này. Đó. Bây giờ anh chạy lại nhé. Anh chạy lại này. Chúng ta có Nguyễn Văn B. Đó, email sẽ là bbbb@gmail.com, số điện thoại. Đó. Hà Nội chẳng hạn. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy Nguyễn Văn B ở đây. Được chưa cả lớp? Lớp mình nhìn thấy chưa? Đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta xếp xong, lưu xong, chúng ta lại gọi lại phương thức gender. Phương thức gender nó lại đọc lại tất cả user từ class user mà chúng ta lấy ra. Nhưng sẽ có một vấn đề như anh nói ở đây ấy, như anh đề cập ngay từ đầu buổi lớp mình ấy. Đó chính là gì? Đó chính là JavaScript nó chỉ lưu được thông tin hiện thời khi mà trang của chúng ta nó không load thôi. Có nghĩa là thông tin của nó put lên đây là tạm thời. Đó. Khi F5 lại thì sẽ bị mất. Đó, Nguyễn Văn B bị mất. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy làm thế nào để chúng ta khi F5 lại mà chúng ta vẫn giữ được ông Nguyễn Văn B kia? Thì lúc này chúng ta sẽ phải nghĩ đến một giải pháp lưu trữ khác. Đó là gì? Đó là local storage. Đây, local storage. Thì trong local storage, sau khi lưu trữ xong thì nó sẽ lưu ở đây các bạn. Mình sẽ xóa đi. Đây, nó sẽ lưu ở đây. Đây, nó sẽ lưu ở đây các bạn nhé. Anh lấy ví dụ local storage nó chỉ có hai phương thức, đó là set và get thôi. Thì chúng ta sẽ có set item, đặt một cái key cho nó, ví dụ như là user như thế này. Đó, chúng ta lưu và nó chỉ lưu được dữ liệu là chuỗi thôi, string thôi, lập trình chẳng hạn. Đó, anh lưu vào
Ví dụ anh lưu vào đây như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta có học lập trình ở trong local storage với key này. Nếu anh xóa đi này, quay trở lại đây chạy lại với cái samtech.edu.vn. Các bạn quay trở lại đây, các bạn sẽ thấy đó, chúng ta sẽ lưu được giá trị như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng local storage để chúng ta làm việc này. Chúng ta sẽ sử dụng local storage để chúng ta lưu trữ được thông tin. Được chưa các bạn? Thì quay trở lại class user. Ở đây thay vì chúng ta fix cứng user cố định như thế này, chúng ta sẽ làm công việc đó là gì? Chúng ta sẽ lấy ra từ local storage. Được chưa các bạn? Ok chưa? Anh sẽ get item với cái key. Ví dụ khi ở đây anh để là một cái biến tham số là, hoặc là anh sẽ khai báo một cái biến key ở đây như các bạn hôm trước chúng ta học đấy, private đấy. Ví dụ như là storage đó, key sẽ bằng user đó. Ok chưa? Thì ở đây của anh sẽ là z.storage key như thế này. Được chưa bạn? Thì anh lấy ra được cái giá trị của thằng này. Ok chưa? Và anh sẽ làm gì? Anh sẽ kiểm tra nếu mà thằng này có giá trị thì anh sẽ convert nó. Bởi vì sao? Chúng ta chỉ lưu được giá trị là string thôi. Nên chúng ta sẽ phải convert được cái giá trị đó từ string sang giá trị JSON bằng cách là chúng ta dùng hàm này. Đó, chúng ta chạy lên. Đó, được chưa? Ok chưa các bạn? Đây, chúng ta sẽ lưu trữ được cái thằng này như thế này. Đó, nếu thằng này có giá trị, hay anh sẽ đặt vào đây một cái biến như thế này đi. Đấy, gọi là local storage sẽ bằng cái này. Đó, được chưa? Nếu thằng local storage mà tồn tại, có nghĩa là khác luôn, thì chúng ta sẽ convert nó ra như này. Các bạn nhìn nó sẽ ngắn gọn hơn. Được chưa? Đó, trái lại thì chúng ta sẽ đưa nó vào cái mảng rộng như thế này. Đây, anh sẽ tạm thời anh xóa cái này đi. Chúng ta chạy nó lên. Cannot access local storage. À, tại vì anh đặt tên biến nó đang bị trùng. Thì đây nó sẽ là local storage data chẳng hạn như vậy. Đó, chúng ta sẽ đặt nó như vậy. Đó, ok chưa? Thì ban đầu sẽ không có user nào. Được chưa các bạn? Vậy khi chúng ta thêm mới user thì chúng ta sẽ put và thêm nó ở đây. Được chưa? Thì user lúc này nó sẽ được thêm vào và đồng thời chúng ta sẽ thực hiện một công việc nữa, đó là gì? Chúng ta sẽ ghi đè lại, có nghĩa là cái local storage này chúng ta sẽ set lại. Đây. Hay nói cách khác là anh sẽ làm công việc đó là làm gì? Set to storage. Đây. Thì ở đây anh sẽ là anh sẽ dùng local storage .set item với cái key mà anh đang quy định kia. Đó sẽ là storage key. Được chưa? Bằng cái gì? Bằng cái z.user, có nghĩa là danh sách user của anh. Nhưng cái danh sách này nó sẽ phải được .string define. Danh sách này của anh nó sẽ phải được convert về chuỗi. Đây, giống như thế này. Anh sẽ phải convert được cái giá trị này về chuỗi bằng cách là dùng cái json.stringify như thế này. Thì nó sẽ convert cho chúng ta cả cái mảng về chuỗi. Đây, kiểu kiểu như thế này. Được chưa? Thì anh sẽ dùng đến phương thức này. Với thằng user, danh sách user như thế này. Ok chưa? Thì mỗi lần chúng ta xếp xong, chúng ta sẽ zip trò đến set to storage. Đó, đơn giản như vậy thôi. Bây giờ anh thử nhé. Chúng ta sẽ chạy lên này.
Đây, chúng ta sẽ chạy cái này lên. Ví dụ anh để là Nguyễn Văn A a@gmail.com 0942668580 giả sử như vậy là số điện thoại đây, Hà Nội đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta lưu được Nguyễn Văn A, và lúc này các bạn nhìn vào local storage thì chúng ta cũng đã lưu được vào đây đấy, cái biến user này. Nên là khi chúng ta load lại thì dữ liệu vẫn có trong local storage, nên các bạn sẽ nhìn thấy là nó không bị mất, được chưa? Do anh vừa xóa nên mất thôi. Đây, Nguyễn Văn A này. Văn A. a@gmail.com. Đó, local storage đây. Được chưa? Load lại này thì nó vẫn còn nguyên. Được chưa bạn? Đó, ví dụ anh lưu Nguyễn Văn B. Văn B. bbb@gmail.com. Đó, 0942668581. Chẳng hạn như vậy. Đó, thì chúng ta sẽ lưu được ông Nguyễn Văn B. Được chưa các bạn? Đó, được chưa? Về cơ bản là như vậy nhé. Ok chưa? Nguyễn Văn C. Văn C. ccca@gmail.com. Đó, và chúng ta lưu số điện thoại. Đây, thì chúng ta sẽ lưu được ông Nguyễn Văn C vào. Được chưa các bạn? Ok chưa? Giả sử anh sẽ cùng các bạn làm phần đó là xóa. Nếu anh xóa, muốn xóa thì sao? Nếu anh muốn xóa ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C thì sao? Đây. Thì chúng ta sẽ thực hiện công việc xóa như sau. Đây. Chúng ta sẽ thực hiện công việc xóa như sau. Anh zoom lên nhìn màn hình cho nó lớn nhé. Thì chúng ta sẽ bắt sự kiện khi người dùng click vào đây. Có đúng không? Đó. Thì chúng ta có thể dùng như thế này. Ở trong app anh sẽ tạo ra một phương thức là delete, có validate, có gender rồi. Anh sẽ gọi một phương thức function là delete user. Đây là cách mà anh lựa chọn để làm thì nó đơn giản nhất. User ID. Đó. Thì mỗi lần duyệt cái này anh sẽ bắt cái sự kiện on click ở đây. Cho trường hợp xóa. On click sẽ bằng cái gì? Sẽ bằng user như thế này. .id. Nhưng chúng ta không có ID các bạn ạ. Ở đây. Data, do data của chúng ta không chủ định làm ID ngay từ đầu, nên anh sẽ sử dụng index của mã. Đây. Thì mỗi lần anh chạy, anh click vào thì anh sẽ lấy ra được cái index của mã. Anh tạm gọi là user ID chẳng hạn như vậy. Đây, click vào, chúng ta lấy ra được index của mã là 0 như thế này, là 1 như thế này. Đó. Được chưa? Ok chưa? Và chúng ta thực hiện xóa thì trong phương thức, trong class này chúng ta cũng sẽ phải viết được một cái hàm gọi là hàm destroy. Chẳng hạn truyền ID vào. Đây. Được chưa? Chúng ta sẽ sử dụng user.supply. Hàm xóa thì chúng ta sẽ truyền ID vào, cần xóa và xóa một như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lại set to như thế này. Thì cái hàm này nó cho phép chúng ta xóa một phần tử trong mạng dựa vào key. Anh lấy ví dụ như thế này để các bạn có thể hiểu này. Ví dụ anh có mạng user như thế này. Nguyễn Văn user với các user 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Bây giờ anh muốn xóa thằng số 5 thì key của nó sẽ là 0, 1, 2, 3, 4. Có nghĩa là thằng số 5 key là 4. Thì anh sẽ là user.surprise để các bạn hiểu nhé. Đó. Vị trí key là 4, xóa một phần tử. Đó. Được chưa? Cuối cùng thằng user của chúng ta còn bao nhiêu? Chỉ còn 5 như thế này. Được chưa các bạn? Chỉ còn 4 thằng. Đó. Thì tương tự ở đây nó cũng như vậy. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta thực hiện chạy thử nhé. Và mỗi lần xóa xong chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ gender lại. Đó, gọi lại ông gender như thế này. Đây, chúng ta chạy lại này.
Ví dụ anh xóa Nguyễn Văn C. Đó, thì nó phải mất Nguyễn Văn C mới đúng. Nhưng anh đang chưa thấy nó mất. Đây. À, chúng ta chưa thực hiện xóa các bạn ạ, mới alert thôi. Chúng ta sẽ gọi user class.destroy. Destroy. Hay là delete user nhỉ? Destroy các bạn nhé. Chuyển user ID vào. Đó, chúng ta chạy thử này. Đây, các bạn sẽ thấy. Đó, đó, chúng ta xóa ngon lành như thế này. Được chưa? Bây giờ chúng ta thêm lại này. Nguyễn Văn A. aaa@gmail.com 0942668580 chẳng hạn như vậy. Đó, Nguyễn Văn B. BBB 581 chẳng hạn như vậy. Đó, 82 CCC Nguyễn Văn C. Đó. 83 DDD. Đây, anh giả sử như vậy, chúng ta có danh sách user như thế này và các bạn có thể xóa bất kỳ thằng nào. Được chưa? Ok chưa các bạn? Đó, thì đây là cái cách mà chúng ta ứng dụng những kiến thức đã học vào một cái project cụ thể như thế này để các bạn có thể hiểu được cách chúng ta làm. Tất nhiên đây là một project anh làm trong một buổi như thế này là khá nhiều kiến thức và anh cần các bạn thực hiện lại nó. Được chưa? Đó, giả sử nếu anh muốn sửa thì sao? Ví dụ anh kích vào sửa, trường hợp anh kích vào sửa thì ở đây anh sẽ làm thêm phần edit nhé. Đây. Anh muốn edit thì ở đây anh sẽ lại edit user như thế này chẳng hạn. Anh nhận vào được cái thông tin là user như thế này. Vẫn lấy ra index. Edit user như thế này. Được chưa các bạn? Đó. Thì console log lên anh sẽ lấy ra được cái user ID như thế này. Các bạn nhìn nhé. Chính là cái index của mảng thôi. Công việc của một phần sửa đó là gì? Chúng ta sẽ phải hiển thị được cái thông tin của user cần sửa lên form. Đây, chúng ta sẽ phải hiển thị được nó lên form như thế này. Khi anh kích vào edit thì nó sẽ phải hiển thị thông tin Nguyễn Văn B lên form này. Được chưa? Đó. Vậy lúc này anh muốn lấy ra user theo cái ID thì anh sẽ có một hàm gọi là file. File ID chẳng hạn, anh truyền ID vào. Đó. Thì ở đây anh sẽ return nếu mà anh sẽ kiểm tra nếu mà git.user của chúng ta .len mà nó bằng bằng 0. Có nghĩa là không có user nào thì chúng ta sẽ return. Return false luôn, được chưa? Đó, return null như thế này, được chưa? Trái lại thì chúng ta sẽ trả về được một cái git.user và truyền cái ID, và ID lúc này nó chính là cái key của mảng. Được chưa các bạn? Vậy khi mà chúng ta click vào user để chúng ta sửa đây, thì chúng ta sẽ lấy ra được thông tin của user từ class user như thế này .findID, truyền user ID vào. Thì rõ ràng là các bạn sẽ lấy ra được cái gì? Các bạn sẽ lấy ra được user như thế này. Đây. Các bạn nhìn nhé. Đó, các bạn lấy ra được Nguyễn Văn B. Các bạn lấy ra được Nguyễn Văn C. Đó, các bạn lấy ra được Nguyễn Văn D. Công việc là chúng ta cần phải fill nó vào đây. Có đúng không? Thì các bạn có object user rồi, việc fill vào nó sẽ rất dễ. Dễ ở chỗ là chúng ta đã có những cái này rồi. Đây, anh sẽ tạo những cái này thành một biến để chúng ta dùng chung. Đây. Anh sẽ let full name element đó bằng cái này, tương tự cho email, cho phone email và address. Đó, thì đây sẽ là email để chúng ta tránh bị trùng lặp code thôi.
Đây các bạn nhìn nhé, thì các bạn thay thế toàn bộ cái đoạn này chấm va ở đây sẽ bằng full name element, đó ngắn gọn hơn, được chưa? Nó sẽ là email element, nó sẽ là gì nữa, nó sẽ là phone element, và cuối cùng sẽ là address element, được chưa các bạn? Chúng ta sẽ tái sử dụng được code ở phía trên đó, những thứ mà chúng ta đã khai báo sẵn ở trên như thế này thì code của các bạn nó sẽ không bị trùng lặp, được chưa? Thì ở dưới này anh sẽ gọi đến cái tương tự, khi mà chúng ta edit thì chúng ta sẽ gọi đến full name element.value, và chúng ta sẽ bằng cái gì, user.fullname. Chúng ta thử nhé. Đây. Đó, các bạn hãy nhìn thấy này, nếu anh muốn sửa thằng C, đó, thằng D, các bạn nhìn thấy chưa? Thì ở đây anh sẽ thay thế như thế này, thì sẽ bằng email à, chấm value cho email, cho phone, và cuối cùng chúng ta có cho gì nữa, address, đó được chưa? Thì đây sẽ thành address, đây sẽ thành phone, và đây sẽ thành email. Đó, được chưa các bạn? Chạy lên. Đây. Đó, thì các bạn mường tượng được công việc mà chúng ta cần phải làm chưa? Khi làm một cái chức năng quản lý nho nhỏ như thế này. Đó, được chưa các bạn? Và khi mà chúng ta update thì chúng ta sẽ làm gì? Đó, vấn đề làm thế nào để mà chúng ta xác định được khi kích vào đây nó sẽ là update hay thêm mới? Theo các bạn, chúng ta sẽ xác định như thế nào? Button action khi bấm edit này sẽ hiển thị button edit này. Cũng là một cách. Có phải chỉnh theo ID đúng không ạ? Đúng rồi. Mình ID cũ. Đúng rồi. Chúng ta sẽ dựa vào cái cây là nếu có ID thì chúng ta sẽ làm, đúng không? Đó, thì cái cây đó sẽ là cái cây mà ở mọi ngôn ngữ khi mà chúng ta làm bài toán cập nhật chúng ta đều dựa vào nó. Thì chúng ta sẽ dùng ID ở đây. Được chưa? Nhưng ID ở đây nó chính là index của mảng, vì chúng ta đang không quy định ID cho user. Được chưa các bạn? Thì tạm thời chúng ta sẽ coi nó là index của mảng, và chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ làm như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ làm việc gì đây? Chúng ta sẽ làm công việc đó là Bây giờ anh sẽ xử lý. Lúc mà save thì anh sẽ có một cái button này. Ở cái button register anh đề một cái gọi là data ID. Ban đầu nó bằng rộng. Đó, khi người dùng click vào edit thì anh sẽ set giá trị. Đó, ngoài việc set giá trị cho các input thì anh sẽ set giá trị cho thằng register này. Đây. Button register này. Các bạn còn nhớ set attribute không? Chúng ta đang sử dụng hết tất cả những kiến thức liên quan đến những cái mà chúng ta đã được học đấy. Cho data ID, anh sẽ chuyển user ID vào. Đó. Được chưa? Chưa các bạn? Ok chưa? Vậy lúc mà anh nhấn save ở đây này, thì việc đầu tiên anh sẽ phải làm đó là gì? Sau khi có dữ liệu rồi anh sẽ kiểm tra trước khi store này. Anh sẽ kiểm tra xem là nó là insert hay là cập nhật. Đó. Thì anh sẽ kiểm tra nếu mà btn của register.get attribute. Attribute lúc này nó sẽ là bằng cái data ID. Đây, anh alert lên này. Anh sẽ alert cái này lên nhé để các bạn nhìn thấy này. Return luôn. Đây các bạn nhìn nhé, khi mà anh cập nhật này, đó, set attribute ID is not
Function của sao của anh lại không được à, thừa mất chữ t chưa. Đây. Lúc này anh sẽ lấy ra được cái ID là 0, hiểu chưa bạn? Lấy ra được cái ID là 1. Kích vào thằng D thì anh lấy ra được ID bằng 2. Có nghĩa là thằng này của chúng ta có dữ liệu. Anh sẽ kiểm tra nếu mà thằng này này bằng bằng 0 hoặc là nó khác empty. .empty. Đó, anh sẽ let một cái biến đi. Gọi là user ID bằng bằng cái này. Được chưa các bạn? Để mục đích là để chúng ta viết code ngắn gọn hơn. Đây. Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra một bước đó là gì? Nếu mà thằng này nó bằng bằng 0 hoặc là nó khác empty như thế này. Đó, thì chúng ta sẽ biết được đây là chúng ta đi update. Được chưa? Trái lại thì chúng ta sẽ làm gì? Là đi insert thêm mới đấy. Được chưa? Đó, thì insert thì vẫn để giữ nguyên như cũ. Được chưa các bạn? Đó, nhưng update thì câu chuyện nó sẽ khác. Update, đây, anh chạy lên nhé. Đó, validate thì vẫn như vậy thôi. Nhưng khi mà chúng ta chạy user này, thì chúng ta sẽ là đi update. Đó, được chưa? Chúng ta sẽ đi thực hiện. Nếu mà các bạn cố tình bỏ username đây thì nó vẫn dính validate. Đó, được chưa? Đó, chính vì vậy chúng ta vẫn phải nhập đầy đủ. Được chưa các bạn? Ok chưa? Rồi, bây giờ vậy thì chúng ta sẽ update như thế nào? Thì quay trở lại class user, chúng ta có một phương thức update. Class là những cái mà chúng ta viết ra những phương thức dùng chung. Đây là nó sẽ có những phương thức đơn giản như thế này. Update chúng ta chỉ cần truyền user ID vào. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì các bạn biết là muốn ghi đề và chúng ta cần truyền cái data. User cần update vào. Đó. Chúng ta gọi đến user như thế này, truyền ID chính là cái key của nó. Ghi đề bằng cái user này thôi. Đó, ok chưa? Sau đó save lại nó vào như thế này. Được chưa các bạn? Các bạn còn nhớ ghi đề không? Đây, ví dụ anh có mảng user như thế này. User của anh ví dụ 2, 3 có các giá trị là 2 và 3, 2 và 4. Thì cái 4 key bằng 1 đúng không? Bây giờ anh để user key bằng 1, anh truyền bằng 5. Thì lúc này cái giá trị user này bị thay đổi thành 2, 5 như thế này. Đó, mình hiểu chưa? Đó, thì nó sẽ ghi đề. Thì đây nó sẽ tương tự như vậy. Đây. Đó, được chưa các bạn? Thế lúc này câu chuyện chúng ta sẽ gọi user class và update ở đây. Chấm update. Update chúng ta sẽ truyền user ID vào. Và truyền cái gì? Chúng ta sẽ truyền được cái input chính là cái user chúng ta cần update. Đó, xong. Chúng ta chạy lên này. Ví dụ anh muốn sửa ông Nguyễn Văn B thành một cái email khác là Nguyễn Văn B như thế này. Nhấn thì các bạn sẽ thấy email thay đổi này. Được chưa? Đó, email thay đổi. Nguyễn Văn B thành chẳng hạn như vậy. Đó, các bạn thấy chưa? Thì đây là một cái project nho nhỏ để anh móc nối lại những kiến thức mà chúng ta đã học từ đầu buổi đến bây giờ. Thì tất cả những kiến thức này nó sẽ bao gồm liên quan đến DOM, liên quan đến những cái kiến thức if else, liên quan đến khai báo biến, được chưa? Liên quan đến xử lý form, liên quan đến xử lý dữ liệu, liên quan đến OP. Đó. Ngoài ra thì callback các thứ thì các bạn sẽ chưa thấy nhiều ở đây. Được chưa các bạn? Đó. Thì anh hy vọng là qua cái project này các bạn phần nào hiểu hơn được công việc khi chúng ta thực hiện một chức năng quản lý thì chúng ta sẽ phải làm những công việc gì. Được chưa? Validate form sẽ làm như thế nào? Thêm sửa xóa
chúng ta tổ chức class nó như thế nào, kiểu kiểu như vậy, được chưa? Là chúng ta sẽ biết thêm được cách sử dụng local storage, chúng ta lưu vào và chúng ta lấy ra như thế này, được chưa các bạn? Đó, đây. Rồi thì có lẽ là buổi hôm nay chúng ta sẽ đến đây thôi nhỉ, chúng ta sẽ không đi tiếp kiến thức mới nữa, được chưa? Ok chưa các bạn? Các bạn có câu hỏi gì cho phần này không? Và cảm thấy phần này thế nào? Có nhiều cái mới mà em không biết. Có nhiều cái mới, cụ thể một cái gì đấy mà em cho là mới đi. Để anh... cả hình như anh vừa bảo cái dorm ấy là cái đấy, cái chỗ đấy hình như em không biết này. Hình như bài đấy em không học. Đấy, cái... đấy, đấy. Lúc nãy anh biết cái này em vừa... này, em không biết cái câu đấy này. Cái này, cái này chúng ta học ở buổi ở buổi số 3 là ừ. Em xem lại cho anh video buổi đấy nữa nhé. Vâng. Ừ. Thêm ừ. nữa là có một chỗ mà em thấy anh đánh hai cái gạch gạch bên dưới, có một cái biến mà anh đánh hai cái gạch bên dưới. Đây á. Không, không phải chỗ đấy. Chỗ đấy là anh sử dụng cái gì nhỉ? Cái gì smooth? Lodash. Lodash đúng rồi, anh dùng cái Lodash. Cái này á. Đây á. Đúng rồi, em không hiểu cái đấy là như nào ạ? À. Tức là đấy cấu trúc hay là như nào? Đây chỉ là cái đặt cái tên class hơn mà. Đặt tên class, nhưng mà các bạn nhìn thấy này, nó có một cái quy luật class trước này, class sau nó sẽ là nối class trước với cái gạch gạch dưới này. Thì các bạn tìm hiểu cho anh về chuẩn BEM CSS. Thì các bạn, đây là một cái tiêu chuẩn. Nhưng mà sao em trong khi trong em làm á, em không có dùng cái gạch ngang, em dùng cái gạch ngang giữa. À, thì đã bảo rồi, cái này không bắt buộc, các bạn dùng cái này cũng được. Đa số bên Nhật anh thấy dùng cái này đúng không? Thì cái này là chuẩn BEM, nó có cả một cái chuẩn viết class cho CSS nhé, cho thẻ. Thì các bạn có thể chủ động xem BEM trong CSS này, vào trang chính thống của nó thôi. Còn vào trang kia, nếu mà trang tiếng Việt họ dịch ra không chuẩn thì cũng rất dở. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây nó sẽ là gạch ngang nối như thế này, từng gạch ngang kiểu kiểu như thế này, gạch ngang hoặc gạch dưới, có hai kiểu. Thì đây là một ví dụ về chuẩn BEM các bạn nhé, được chưa? Trong Bootstrap nó đang dùng chuẩn này đấy. Ok chưa? Em đang dùng kiểu... em cũng đang dùng vậy đi. Đó, thế đây chỉ là cái cách đặt tên thôi, em không đặt như thế này cũng được, được chưa? Ừ. Rồi còn phần nào nữa? Có cái chỗ, có một chỗ mà đô la xong rồi hoặc em ấy, đấy là lấy biến. Đúng rồi, đây là cách chúng ta sử dụng nội suy biến. Bình thường nếu các bạn dùng dấu nháy á, dùng dấu nháy này này, thì chúng ta sẽ không nội suy được biến. Còn khi các bạn dùng dấu nháy mà nó cạnh phím số 1 trên bàn phím ấy, này, thì chúng ta sẽ lấy giá trị của biến để đưa vào đây. Đây, lấy giá trị của biến. Khi nào dùng nội suy biến ạ? À, khi mà em muốn đưa cái giá trị của biến vào trong một chuỗi, em nhìn thấy cái này của chúng ta là một chuỗi. Đây là một chuỗi, một mã lệnh HTML, nó là một chuỗi đây này. À, em hiểu rồi. Đó, thì kết hợp giữa string với biến, giá trị của biến ở bên ngoài thì chúng ta sẽ sử dụng cái cú pháp này. Được chưa? Rồi ạ. Ừ. Trong cái class của cái gì nhỉ? Visitor user. Ấy. User, à, user. Cái đây là những cái function mà mình tạo ra trong lớp class ạ? Ừ, đây là những cái phương thức mà mình thấy là cần thiết để mà phục vụ cho cái chức năng này thì mình sẽ tạo ra. Các bạn nên tạo ra những cái function đủ dùng thôi, đừng tạo thừa. Có nghĩa là tạo ra những function mà chúng ta sẽ dùng nó, chứ không tạo ra bỏ đấy mà không dùng. Tất cả tại những vì... em nói đi. Tại vì em đang không hiểu là cái này cũng là function, nhưng mà ở bên kia anh cũng viết có một cái hàm anh viết là function, thì hai cái này khác nhau như nào ạ? Có hai cái khác nhau hoàn toàn. Một cái là function ở bên ngoài class. Đây. Vâng, đúng rồi. Thì cái function cái... cái function này về bản chất, về bản chất cái function này này với function ở trong đây là giống nhau. Là giống nhau, có nghĩa là cái ý nghĩa của nó là giống nhau, nhưng cái function ở trong class nó gọi là phương thức. Phương thức là đại diện cho cái hành động của cái đối tượng user này. Em hiểu rồi. Xong hướng đối tượng đúng không ạ? Đúng rồi, nó là hướng đối tượng. Còn đây là function bình thường mà chúng ta viết ở bên ngoài để chúng ta tránh trùng lặp code, thì chúng ta viết đi viết lại để gọi một lần ấy. Ví dụ thằng gender các bạn thấy gọi ở mấy chỗ này. Đây này, nhìn thấy không? Đó, kiểu kiểu như vậy. Thì chúng ta sẽ tránh được cái việc lặp lại cái đoạn code này. Đây.
Ok chưa? Em hỏi thêm câu nữa. Cứ hỏi thoải mái đi. Cái gì? Cái constructor với cả function thì khác nhau như nào ạ? À, thằng constructor nó khác với function ở cái cách chạy. À, đối với constructor nó sẽ chạy ngay sau khi mà có đối tượng được khởi tạo từ lớp user này. À. Nó giống như construct ở trong Java mà em học ấy. Rồi ạ. Ừ, đó, thì ở trong JavaScript có thằng constructor. Còn các phương thức khác ở trong 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 class ấy, thì chúng ta sẽ phải gọi chỉ định. Giống như em nhìn thấy ở đây, chúng ta gọi user class.own này. Đó là chúng ta gọi chỉ định như thế này, user class.destroy. Đây, chúng ta khởi tạo một cái user class ở trên này rồi đây. Được chưa? Thì khi mà chúng ta khởi tạo thằng này thì thằng này nó sẽ chạy đầu tiên. Ngay lập tức nó chạy luôn. Hiểu chưa? Được. Ừ, rồi, ok. Đó, những bạn khác thì sao? Các bạn có thêm câu hỏi gì không? Em muốn hỏi một cái nữa. Ừ. Em muốn hỏi cái local store ấy, bản chất của nó là lưu ở trên máy của mình hay là bản chất nó lưu ở đâu ạ? À? Ví dụ ở trên, ví dụ đặt trên server thì nó sẽ lưu ở đâu ạ? À? Local storage bản chất nó sẽ lưu ở trình duyệt của người dùng, nó không lưu được ở trên server nhé. Có nghĩa là anh chạy cái trang này lên ở máy của anh thì nó đang lưu như thế này. Nhưng em chạy trang này lên thì em sẽ không nhìn thấy dữ liệu này ở máy em nữa. Có nghĩa là mỗi máy nó sẽ lưu khác nhau. Nó lưu trên máy của người dùng. Cái anh ơi, cái local storage này dùng khi nào? Khi mà em muốn dùng chạy, trong dự án mà. Có dùng. Trong một số trường hợp đặc biệt mà em muốn sử dụng để lưu trữ data dưới local nhưng với dữ liệu nó không lớn. Tức là dữ liệu này ít thôi, ví dụ như em dùng cho chức năng dò hàng chẳng hạn. Tại sao lại chúng ta lại dùng chức năng dò hàng? Bởi vì là cái chức năng dò hàng khi người dùng họ vào, họ có thể add đơn hàng vào trong dò đúng không? Nhưng họ không thực hiện check out, có nghĩa là họ không thực hiện cái step tiếp theo là mua hàng ấy, gửi đơn hàng ấy. Thì đến khi họ tắt máy, tắt cái trình duyệt lên, hôm sau họ quay trở lại trang của chúng ta, thì cái bản chất dữ liệu này nó vẫn còn. Hiểu ý anh không? À, cho nó lưu trên trình duyệt của khách hàng đúng không? Đúng rồi, thì lúc đó cái dữ liệu, cái danh sách đơn hàng mà họ đã add vào giỏ ấy, vẫn còn đấy. Thì theo một số hệ thống lớn ấy, thì họ sẽ dựa vào cái hành vi của người dùng để họ xác định được là người dùng này đang có xu hướng mua sản phẩm nào. Và thậm chí là họ sẽ đưa ra cái thông báo là bạn đã đưa sản phẩm này vào giỏ rồi, hãy thực hiện thanh toán nó để hoàn thành cái quá trình mua hàng của mình, kiểu kiểu như vậy. Tức là phục vụ cho chăm sóc khách hàng ấy. Kiểu như vậy. À. Thì đấy là một cái case study. Còn tùy vào trường hợp nữa. Các bạn còn nhớ cái bài toán về pop-up không? Shopee này. Đây, bài toán về pop-up. Khi các bạn vào trang thì các bạn sẽ thấy nó hiển thị lên một cái pop-up như thế này. Nhưng các bạn F5 lại trang chẳng hạn thì chúng ta không muốn làm phiền người dùng nữa thì chúng ta sẽ phải tắt cái này đi. Đúng không? Thì khi người dùng cố tình tắt cái này rồi thì họ sẽ lưu vào storage. Và đến khi mà F5 lại thì chúng ta sẽ đọc storage lên để kiểm tra xem cái pop-up này đã được hiển thị lần nào hay chưa. Nếu hiển thị rồi thì chúng ta sẽ không hiển thị lại nữa, tránh làm phiền người dùng. Thì đây cũng là một bài toán kiểu kiểu như vậy. Em nhìn thấy bây giờ nó sẽ hiển thị cái pop-up khác này. Nhìn thấy không? Dạ, thấy ạ. Ừ. Đó, kiểu như vậy. Ok chưa? Lớp mình. À, các bạn cố gắng làm lại cho anh bài này nhé. Làm lại các bạn học được rất nhiều thứ trong JavaScript đấy. Cho em gửi lớp code này lên cho em xem lại. Ừ, anh sẽ gửi vào Slack sau mỗi buổi cùng với video nữa. Ok chưa? Buổi sau chúng ta bắt đầu với view các bạn nhé. Dạ vâng. Ok. Lịch từng vẫn học là 3, 7 với chủ nhật đó mình. Không, chúng ta sẽ học 3 năm chủ nhật. 3 năm chủ nhật. Ừ. Thực ra em cũng có 3, 7 chủ nhật. Rồi. 3 năm chủ nhật. Ừ, lưu nó vào nhá. Ok, kết thúc được chưa các bạn? Rồi ạ. Chúng ta nghỉ ở đây nhá. Vâng. Anh gửi luôn cho em đấy. Mai em xem luôn. Ừ, chào các bạn. Vâng ạ, cảm ơn anh. Chào các bạn.